Tại sao lại là CT sọ? Bởi vì CT sọ nó rất là gần gũi với cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Bất kỳ một cái bệnh lý nào liên quan đến thần kinh, sọ não thứ thì đều bắt đầu bằng những cái hình ảnh CT sọ. Bởi vì là khác với cả cái bụng hay cái ngực hay cái xương sầu cái thứ, chúng ta có thể chụp X-quang, chúng ta có thể siêu âm. Nhưng mà những cái bệnh nhân đau đầu hoặc là những cái vấn đề về sọ não thì bắt đầu bằng chẩn bằng chụp CT nhá. Cho đến bây giờ ấy, thì cái giá trị của những cái X-quang thường quy đối với cả các bệnh lý về thần kinh nó không còn nhiều ý nghĩa nữa, mà trong tương lai có lẽ là nó sẽ càng ngày nó càng ít dần đi khi mà các cái máy chụp CT nó được trang bị ở khắp mọi miền, khắp các cái gọi là hang cùng ngõ hẻm của các cái bệnh viện, các cái tuyến, từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện. Tuyến huyện thì bây giờ chỉ còn nhiều tuyến huyện chưa có, nhưng mà bên cạnh đó cũng rất 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 nhiều các cái huyện đã có cái này rồi. Cho nên là khi mà chúng ta đi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mà làm ở các tuyến, thì nhất là tuyến tỉnh, thì hầu như là bắt buộc sẽ có cái này. Cho nên là chụp CT sọ là chúng tôi sẽ hướng dẫn với cả các anh em. Chụp phim CT sọ thì tí nữa trong cái phần mà mô tả hình ảnh thì tôi sẽ nói cho các anh em biết các cái kỹ thuật để chụp như thế nào và cách đọc phim trình tự nó ra làm sao. Thì tôi sơ bộ tôi nói một chút về giải phẫu trên cái CT cho các anh em xem và ứng dụng của nó trên lâm sàng là như thế nào. Đầu tiên ấy, thì chúng ta nói về cái cửa sổ xương. Trên cửa sổ xương thì chụp CT sọ nó có hai cái tái tạo cửa sổ, đó là cửa sổ xương và cửa sổ của nhu mô não. Khi chúng ta mở cái cửa sổ xương ra thì chúng ta sẽ bỏ qua hết về cái chuyện là nhu mô não như thế nào, và khi mà chúng ta chuyển sang cái chế độ nhu mô não thì chúng ta sẽ không thấy được xương nhá. Thế thì xương thì chúng ta cửa sổ xương thì chúng ta thấy được những cái gì của một cái sọ? Chúng ta nhìn thấy một cái sọ nó được bao bọc trong một hộp xương. Thì nếu mà chúng ta mở cái cửa sổ xương ra, chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái xương và các khớp xương. Đầu tiên thì nói về các cái xương, chúng ta nhìn thấy cái bản ngoài và bản trong của xương sọ nó tăng tỷ trọng hơn so với cả cái phần mà ở lõi lõi của nó, chính là cái tủy xương. Một cái xương bình thường sọ thì bao giờ cái vỏ xương này nó rất là dày, hai cái bản trong bản ngoài thì nó mới bao bọc được cái não, vốn là một cái rất là mềm yếu, nó như đậu phụ ấy. Đậu phụ đấy mà chỉ cần nó bị bong một mảng của cái đậu phụ đấy thôi thì lập tức nó biểu hiện bằng một cái triệu chứng lâm sàng tương ứng với cả vị trí vùng não đấy, nó chi phối ngay. Nếu mà không chi phối cái gì hết thì nó sẽ gây ra đau đầu rất là nhiều cho người bệnh đó. Anh em vẫn ngồi nghe đấy chứ? Chờ mình từ tí nhá. Lớp này có bạn Mai, đấy là họ tên đầy đủ là gì đấy Mai? Dạ em là Phờ Xí Mai thầy ạ. Cái gì? Phờ Xí Mai ạ. Xíu Mai à? Alo ạ, thầy có nghe thấy không ạ? Đó, họ tên đầy đủ của em là gì? À, họ tên của em là Phờ Xí Mai ạ. Phờ Xí Mai à? Tên nghe đặc biệt nhỉ? Ở dân tộc gì đấy? Em dân tộc Pa Dí ạ. Hà Dí. Bây giờ em đang ở quê hay đang ở Hà Nội đấy? Dạ, em đang ở dưới Hà Nội ạ. Tỉnh nào? Em quê tỉnh nào? À, em ở Lào Cai đấy ạ. Là làm chỗ anh Sàng hay làm ở đâu? À, không, em là ở bệnh viện huyện Mường Khương ạ. À, Mường Khương à? Mường Khương là anh giám đốc nhỉ? Anh Bắc Việt ạ. Việt, anh Việt giám Phạm đốc. Hồng Việt ạ. Anh Việt.
Thôi trước anh lên trên đấy rồi đấy. Không biết đã gặp chưa. Khéo không em uống rượu vừa, rồi em cũng lên vừa nhỉ. Mới đi làm ạ. À, thế à. Ừ. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Trên mực khương thì chưa có CT đâu, nhưng mà thôi ngồi nghe để sau này biết đâu anh Việt anh sẽ mua máy CT nhé. Thì chúng ta sẽ làm bây giờ thế này này. Tiếp theo là về cái khớp sọ nhá. Cái khớp sọ chúng ta nhìn thấy cái khớp sọ bao giờ nó cũng có hình zig zag như thế này này. Đó. Và bên cạnh cái hình zig zag này bao giờ cũng có một cái gì? Một cái đặc xương. Đặc xương nhá. Chúng ta nhìn thấy cái đặc xương ở bên cạnh một cái khớp thì đấy chính là cái khớp bình thường để chúng ta phân biệt với cái hình ảnh của đường gãy xương. Khi mà đường vỡ xương thì nó là một cái đứt rời từ đầu này sang đầu kia, mặt này sang mặt kia, nhưng mà nó không có cái đường đặc xương đấy. Đó thì đấy là cái phân biệt giữa cái đường vỡ xương với cả cái khớp sọ bình thường để chúng ta phân biệt. Ngoài ra khớp sọ bình thường nó có những hình dích rắc để hai cái xương nó tì vào nhau, nó không bị trượt cho nhau, và đấy là cái chọn lọc tự nhiên người ta nó sinh ra như thế để cho cái xương nó vững, nó ổn định nhá. Tôi đeo khẩu trang mà mọi người nghe rõ hơn không? Tùng nghe rõ hơn? Dạ em có nghe rõ. Ừ. Nên nếu mà không đeo khẩu trang mà không thay đổi gì đúng không? Ừ. Bây giờ ngoài cái chuyện là phân biệt đường vỡ xương với cả khớp sọ ra ấy, thì chúng ta còn phải nhớ được là những cái đường khớp gì, đúng không? Để chúng ta còn biết được là nó không phải là đường vỡ bình thường hay là một cái khớp sọ bình thường. Thì thường ấy nó có một số các cái khớp sọ và cái khớp đấy vẫn là đương nhiên là vẫn rích rắc rồi, và nó có một cái khớp là dọc phía trên, là khớp dọc trước, khớp chai của xương đá, khớp lambda ở phía chẩm và khớp vành ở phía trước trán. Đấy, nó sẽ có một số các cái khớp như thế, và mỗi một khớp nó sẽ chia ra chúng ta thành xương, xương trán hai bên, xương đỉnh hai cái xương, thái dương hai xương và xương chẩm thì có một xương. Trên cái hình mà nhìn nghiêng từ bên sang chúng ta sẽ nhìn thấy các khớp sọ như thế này. Với những cái máy chụp CT mà cắt lát lớp mỏng, chúng ta sẽ tái tạo được rõ cái khớp này trên hình 3D rất là rõ. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ phải biết rằng là tự nhiên có một cái đường nó vạch chéo ở phía trước, ở bên ngoài cái đường khớp, thì đấy chính là đường vỡ nhá. Các cái xương sọ nó sẽ cấu tạo nên các cái hố sọ, và người ta sẽ có cái hố sọ trước, hố sọ giữa và hố sọ sau. Hố sọ trước ấy, thì có cấu tạo bằng cái xương chán nó có hai cái màu nó nhô vào bên trong, nó sẽ chia ra thành sọ, nền sọ ra thành cái hố sọ trước. Hố của nó thực sự là một cái hố bình hố, bởi vì là nó lõm xuống dưới và nó chứa não. Đây là hai cái thủy chán sẽ nằm ở đây. Hố sọ giữa thì là cái màu xương chán và xương đá nó sẽ tạo thành một cái hố sọ giữa, nơi mà cái thủy thái dương nó nằm ở đây. Và tiếp theo là hố sọ sau, là nơi mà thủy tiểu não và cái vùng thân não nó nhô lên. Đó. Về các cái xoang hàm mặt cũng là một cái mà chúng ta cần phải thấy trên cái cửa sổ xương. Đấy. Cửa sổ xương ấy, thì chúng ta sẽ thấy các cái xoang. Đầu tiên thì có các cái xoang nào trên lát cắt ngang là xoang sàng, xoang bướm, xoang chẩm, xoang trũng. Đó. Xoang là gì? Xoang là những các cái hốc mà nó chứa khí, và các cái hốc này nó thông với nhau. Các hốc này thông với nhau, bất kỳ một cái gì đó mà làm tắc nghẽn sự thông thương từ các hốc này đến hốc kia thì nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm xoang, và ngược lại thì viêm xoang nó cũng hay gây ra cái bít tắc với các cái xoang. Và như vậy thì với các cái xoang sàng thì người ta có xoang sàng trước là nó, và xoang sàng sau. Xoang sàng trước thì là 2/3 trước của cái xoang
và xoang sàn sau thì là một phần mặt sau của xoang chính là cắt ngang. Và thường ấy thì các cái xoang này tôi đã nói là thông với nhau đó, chúng ta trên cái lát cắt ngang thế này chúng ta không nhìn thấy nó thông với nhau, nhưng mà chúng nếu chúng ta cứ dò liên tục thì sẽ đến lúc nào đó nó sẽ gặp đường thông với nhau. Và mục đích của chúng ta là phải xem là trên một cái bệnh nhân mà nghi ngờ viêm xoang thì các cái xoang nó thông với nhau hay không. Chúng ta nhìn thấy xoang chúm này như thế đó thì rất là hay gặp cái tình trạng là xoang viêm. Các cái xoang chán thì với cái hình dạng của xoang chán rất là khác nhau đó. Những cái người trẻ hoặc là trẻ con ấy thì các cái xoang này nó không có đâu, hoặc là nó rất là nhỏ đấy, nhưng mà càng lớn dần lên đến khi trưởng thành dậy thì cái xoang này nó bắt đầu nó to dần lên, và cái không khí này nó xuất hiện nhiều lên để các cái âm thanh nó sẽ vang dội vào trong cái xoang này, nó làm cho cái giọng người ta to hơn, giọng giọng nói nó trầm hơn, mạnh hơn là trên cái dựa vào các cái hệ thống xoang này. Và lưu ý là gì, các xoang chán thì thông với cả các cái xoang sàng này, các xoang sàng này sẽ thông với xoang bướm này đó. Thế thì xoang trũng nó thông với cái gì? Xoang trũng nó sẽ thông với, một là thông với họng, nó có một cái vòi gọi là vòi Eustache hay vòi nhĩ, nó thông trực tiếp vào cái khoang họng ở phía dưới, và khi chúng ta há miệng ra thì cái áp lực ở trong các cái xoang trũng này nó thông trực tiếp vào khoang miệng và áp lực nó bằng nhau. Ở cái lát cắt tái tạo thì chúng ta nhìn được các cái xoang này, và chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái xoang nó thông, xoang bướm thì xoang thông với cả các cái xoang xoang sàng thì thông với xoang chán ở phía trên trên này. Ý nghĩa của các cái xoang này là chúng ta nhìn thấy, nếu mà một cái bệnh nhân bị chấn thương mà chúng ta nhìn thấy có cái dịch máu ở trong xoang này thì chúng ta phải tìm xem liệu có một cái vỡ gì đó ở trên này không. Trông thì chúng ta nhìn thấy cái xoang này này là thông trực tiếp vào mũi, đây là xoang sàng nó thông trực tiếp vào mũi, thì cái đỉnh hay là cái trần của xoang sàng này chúng ta nhìn thấy một cái màng lớp xương rất là mỏng mỏng manh như thế này thôi, và trên cái lớp xương mỏng manh đấy là gì, là tổ chức não đó. Cho nên bất kỳ một cái gì va đập nhẹ một cái hoặc là gấp khúc lực nó tác động vào đây, nó dồn thì có thể nó gãy gập cái xoang này, gập cái thành xoang này, và nó sẽ gây ra cái hình ảnh là vỡ cái trần của cái xương, và tổ chức não nó sẽ ảnh hưởng ở phía trên. Chúng ta trong quá trình xem phim CT sọ, chúng ta hay gặp cái tình trạng là cái xoang nào đó nó bị dày lên niêm mạc lên, và đây chính là cái tình trạng mà viêm xoang dày niêm mạc. Và chúng ta nhìn kỹ hơn nữa thì chúng ta để ý rằng cái xoang thành của cái xoang hàm này, bên phải nó dày hơn hẳn so với trái, xương nó đặc hơn, xương bên này đặc hơn xương bên này, bởi vì là cái tình trạng là viêm xoang kéo dài mãn tính, kéo cái đi tới lại nhiều lần, và nó được phản ứng cả cái đặc cái xương này lên đó. Và ở bên cạnh đây là cái ống lệ mũi, ống lệ tị, nước mắt nó sẽ chảy vào đây, khi khóc thì nước mắt nó sẽ hoặc khát hơi nước mắt nó sẽ chảy vào đây, nó chảy xuống mũi, và chúng ta chảy xuống mũi. Và vì thế đây là cái hình ảnh viêm dày của xoang hàm bên trái bên phải. À, về tiếp theo thì chúng ta chuyển sang cái cửa sổ nhu mô não. Đấy, cửa sổ nhu mô não chúng ta thì tôi giới thiệu với cả các bạn về các cái màng não. Đầu tiên chúng ta phóng to cái lát cắt ngang của cái sọ lên, chúng ta sẽ nhìn thấy cái này gọi là cái liềm đại não. Liềm đại não nó có bờ dính vào vòm sọ và bờ tự do. Ở đây xin lỗi, đây là cái lát cắt mà gọi là coronal, hay là gọi là cắt đứng ngang. Nó thõng xuống dưới. Nó thõng xuống dưới và nó tạo thành cái bờ tự do của liềm đại não. Và từ cái liềm đại não này nó có một cái chỗ mà nó dính vào xương sọ, nó chẽ ra thành hai hình chữ V đây, và cái màu xanh này chúng ta nhìn thấy màu xanh mà cái con trỏ tôi đã để vào, thì đây chính là cái xoang tĩnh mạch dọc trên. Xoang tĩnh mạch dọc trên chúng ta nhìn thấy trên CT rõ, và nó thể hiện bằng cái hình ảnh tăng tỷ trọng tự nhiên như thế này. Liềm đại não cũng tăng tỷ trọng tự nhiên,
và nó là những cái màng não thì thường là nó là màng cứng dày, cho nên là trên phim chụp CT nó tăng tỷ trọng rất là rõ. Chúng ta nhìn thấy ở cái tổ chức não và cái xương sọ này, nó nằm cách nhau một khoảng đen đen như này, và đen đen này nó chính là nước, nó chứa nước. Và cái nước này nó không phải là nước nằm trong một cái hồ, mà nằm trong các cái vách. Chúng ta nhìn rõ, nhìn các cái vách này, từ cái màng não gọi là màng mềm màu vàng này với cả cái màng não cứng là cái phần dính vào xương này, nó có một cái khoang này, và khoang này được chia cắt ra thành rất là nhiều các cái phần ô khác nhau, và ô này nó chứa dịch, chứa nước đó, chứ không phải là một cái đường mà ngâm đường mà dòng sông liên tục, mà nó có rất là nhiều các cái màng mỏng nó đi từ hai cái vách này vách này, và chúng ta không thể nhìn thấy được trên CT bởi vì các cái vách này nó quá mỏng. Mà thực tế thì trên CT chúng ta chỉ nhìn thấy được các cái hình là hình trắng và hình đen mà thôi. Cái đen là nước rồi mỡ, cái thứ nằm trong hết cái này, và những cái màng này gọi là màng mềm, và cái lớp dịch mà nằm ở trong cái khoang này gọi là dịch khoang dưới nhện. Bất kỳ một cái chảy máu nào ở trong khoang dưới nhện thì nó đều nằm ở trong láng về bề mặt của cái não này, và nó nếu mà chảy nhiều láng nhiều, chảy ít thì láng ít, khu trú thôi. Ở trong các cái khoang dịch dưới nhện này nó chứa các cái mạch máu, chúng ta nhìn thấy chấm trắng này, chấm trắng ở cạnh con trỏ thôi là đây là cái mạch máu, và cái mạch máu này nó có thể là động mạch não, cũng có thể là tĩnh mạch não, và nó đi ngâm vào trong cái bể dịch não tủy. Nếu mà trong nhu mô não mà chỗ tôi trỏ cái con trỏ đây này, là trong cái nhu mô não không có mạch máu nào trong này hết đấy. Những chỗ mà con trỏ tôi đi làm nhu mô não được nuôi bằng thẩm thấu, các cái mạch nó chỉ bề mặt bò lồm ngồm ở bề mặt của cái não này thôi, chứ nó không xuyên vào trong nhu mô này. Chính vì thế cho nên là những cái chấn thương hoặc là những va đập, nhất là người già ấy, nhu mô não ấy, nó teo, nó nằm cách xa nhau, xa với xương, thì khi mà rung lắc gì đó thì một cái tĩnh mạch não nó có thể chảy rách ra và nó chảy máu dưới nhện. Người trẻ, người thanh niên hoặc trẻ con ấy, thì cái não này nó nằm sát với cả xương, và gần như chúng ta không nhìn thấy cái lớp dịch. Nhưng người già thì càng ngày càng teo đi thì thấy rõ. Đấy là cái hình ảnh của các cái màng não. Tiếp theo là một cái màng não nữa, đó là cái lều. Cái lều này là lều tiểu não. Chúng ta nhìn rõ trên CT bằng cái hình tăng tỷ trọng tự nhiên. Lều tiểu não này nó bắt đầu đi từ bờ sau của xương đá cả hai bên. Tiếp theo là nó đi từ sau ra trước và nó bám vào xương bướm. Nó bám vào xương, nó đi dọc theo xương như thế. Và khi mà nó dọc như thế và nó bên này nó nối sang bên kia, bám sang nối sang bên kia, nó tạo thành một cái lều. Đấy. Đây, cái lều tiểu não đây. Đó, thì chúng ta nhìn thấy nó giống như là một cái lều, nó căng lên, và cái lều này nó sẽ được căng lên và nó dính vào một cái xoang màng cứng khác mà đi từ sau ra trước. Đấy là cái xoang dọc dưới, nó là cái căng cái lều lên, và chính cái lều này nó sẽ ngăn với cả tầng sọ trên và tầng sọ dưới. Tầng sọ dưới gọi là dưới lều, ở trên gọi là trên lều. Trên lều thì nó gọi là đại não, ở dưới lều thì gọi là tiểu não, là như vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy hình đây là xoang dọc trên.
Mọi người còn ở đấy không? Mai Thị Ngọc gì đấy nhỉ? Hoàng Trường Thịnh đâu? Hoàng Trường Thịnh có đấy không? Ok. Tiếp theo là đến về các cái rãnh não và các cuộn não. Các cái rãnh não ấy thì nó nằm lồi vào trong cái khoang dưới nhện, thì nó tạo thành các cái rãnh, các cái khe, và các cái cuộn thì là nó lồi lên trên, nó gồ lên trên thành các cuộn não. Có rất là nhiều các cuộn não, và giữa các cuộn não là các cái rãnh, các cái khe rãnh não. Mà chúng ta hãy biết rằng là lót bề mặt bên ngoài của các cái cuộn não chính là chất xám, còn cái lõi của bên trong của cái xám thì là cái chất trắng. Đây là cái hình ảnh bình thường của một cái não mà gồm có đầy đủ chất xám bên ngoài thì là nó tăng tỷ trọng hay là nó trắng, còn chất trắng thì nó nằm bên trong lõi và nó là màu, nó giảm tỷ trọng hay là nó đen. Đó. Thì cái chất xám ấy thì là nó là nơi mà có cái thân neuron thần kinh, nó cần phải, nó quan trọng hơn là chất trắng, và nó số lượng của nó nhiều hơn, cho nên nó phải gấp khúc để nó tăng cái diện tích tiếp xúc lên, và nó chứa được nhiều cái chất xám hơn. Ở các cái khe của não nữa thì chúng ta có các cái khe, thì thứ nhất là các khe liên bán cầu đây đó. Khe liên bán cầu trước thì chia cái đại não ra thành thùy chán, khe liên bán cầu sau thì chia đại não thành thùy chẩm, và giữa khe liên cái bán cầu thì đương nhiên nó chính là cái liềm đại não, nó chia và cái mạch máu tĩnh mạch, xoang tĩnh mạch. Ngoài ra là gọi là khe xin riêng, hay là cái rãnh sinus. Khi mà không, chúng ta không nhìn được cái rãnh này đây này đó, các rãnh này chúng ta không nhìn thấy nữa thì nó là cái tình trạng phù não. Đấy. Phù não này có thể giai đoạn sớm của nhồi máu não, cũng có thể là những khối của một cái gì đó nó chèn vào, nó gây ra phù não. Đó. Tiếp theo là não thất, thì chúng ta có ba cái não thất. To nhất là cái não thất bên với các cái sừng ở trên lá cắt ngang này, chúng ta nhìn thấy sừng chán, sừng chẩm. Đó. Và trong não thất thì có các cái đám rối mạch mạc. Đám rối này nó tiết ra các dịch, để cái dịch này nó lưu chuyển trong hệ thống não thất. Hệ thống não thất này nó thông với nhau và nó thông với khoang dưới nhện. Đấy, mục đích của cái não thất như này là nó chứa nước, nó làm cho cái sang chấn, nếu mà đầu va đập với cái gì đó thì cái não này nó được ngâm trong nước đó, và không những cái nước nó nằm ở bên ngoài của não mà nó còn nằm lõi của cái não đi nữa. Thì chúng ta hình dung là nó sẽ được bao bọc trong một cái bể nước và nó giảm sang chấn, và cái tuần hoàn của dịch não tủy nó sẽ đi thông với nhau và nó sản xuất ra từ các cái đám rối mạch mạc này. Bản chất của đám rối mạch mạc này là rất nhiều các cái mạch máu. Các mạch máu nó sẽ chạy loằng ngoằng để nó tăng cái quãng đường của nó đi trong cái đám rối mạch mạc này, đám rối này, và nó sẽ tiết ra dịch não tủy. Thì não tủy này nó đi vào từ não thất bên, đi vào não thất 3, đi xuống não thất 4 và đi ra ngoài khoang dưới nhện, thông với khoang dưới nhện. Đấy. Thì đây chính là cái sừng chán não thất bên, và đây là não thất 3. Não thất 3 chỉ có một não thất thôi. Chúng ta nhìn thấy cái bể dịch não tủy ôm xung quanh cái vùng củ não này là nó là chính là bể đáy. Khi mà cái bể đáy này, chúng ta nhìn thấy dịch não tủy đây, bể đáy là nó xóa đi, người ta gọi là dấu hiệu xóa bể đáy là trong cái phủ não. Ý đến cái bể đáy thì sẽ được nhìn rõ hơn. Đây, cái bể đáy này nó là đáy, tức là đáy não ấy, hay là cái nền sọ thì nó là một cái bể dịch. Bể dịch này nó chứa dịch não tủy,
nhu mô não nó không bao giờ nó thông với cả nó áp trực tiếp vào xương, mà nó phải đệm lót bởi một lớp dịch, là vì như vậy. Đấy, đây là giao thức 4. Tiếp theo là phân biệt giữa chất trắng và chất xám là một cái mà cực kỳ quan trọng đối với cả học phim CT so não của các bạn. Đấy là chúng ta nhìn trên cái hình CT thì sẽ thấy là chất trắng thì nó nằm ở trong và nó giảm tỷ trọng, chất xám thì nằm ngoài bọc lấy chất trắng và tăng tỷ trọng. Đó, nó tăng tỷ trọng. Khi mà chúng ta không phân biệt được cái sự ranh giới chất trắng chất xám này thì chắc chắn là nó bất thường. Đấy. Ở trên này là cái lát cắt ngang qua cái vùng đỉnh đầu, đùng đỉnh thì chúng ta nhìn thấy chất xám và chất trắng này. Cái chất trắng này nó có hình bầu dục, hình bầu dục đó, hình bầu dục thì trong cái ngôn ngữ của chẩn đoán hình ảnh thì nó gọi là trung tâm bán bầu dục. OK. Đấy, chất xám và chất trắng cần phải phân biệt với nhau như này. Đó. Về các cái thùy não ấy, thì trên CT chúng ta bắt buộc phải phân biệt được cái thùy nào và rất là dễ, đúng không? Cũng may là nó dễ thôi, nó không khó giống như chúng ta phân thùy gan trên siêu âm, là vì là các cái tổ chức nó chia ra tổ chức giải phẫu đó, nó mốc của nó rồi. Đấy là đầu tiên là hai bán cầu thì được chia làm hai, phải trái bằng một cái liềm đại não rất là to, liềm màng cứng nó dày, nó tăng tỷ trọng. Thứ hai nữa là cái rãnh trung tâm, rãnh trung tâm nó nằm ở giữa trung tâm của não, nhưng mà càng về già thì cái rãnh trung tâm này có xuống bị đẩy ra sau, ra sau, ra sau dần đó, vì não nó nhỏ lại, nó teo lại thì cái rãnh trung tâm nó càng rộng, rộng càng sâu hơn và càng sụt ra sau. Thì rãnh trung tâm nó sẽ chia cái não ra thành thùy chán và thùy đỉnh. Đó. Tuy nhiên ấy, là chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng phân chia được các cái thùy não, bởi vì cái mốc giải phẫu của nó không phải lúc nào nó cũng kéo dài đến tận ranh giới. Chính vì thế nó có một khái niệm gọi là khái niệm vùng não. Chúng ta ở những cái vùng mà nó ranh giới giữa chẩm và thái dương chẳng hạn, nó không có một cái rõ một cái gì nó phân định, thì chúng ta có thể là tổn thương, mô tả là cái tổn thương này nằm ở vùng vùng thái dương chẩm, vùng thái dương đỉnh. Đó. Vùng đó nó cái tổn thương nó nằm ở lơ lửng giữa ranh giới, chúng ta chưa phân định được bằng một cái mốc gì đó, thì chúng ta có thể mô tả được như vậy. Cái vùng hạch nền và nền sọ này rất là quan trọng, bởi vì các hạch này, này hạch này phải là chất xám, mà chất xám thì chuyên CT nó phải tăng tỷ trọng tự nhiên, tăng tỷ trọng lên và hơn chất trắng, mà chúng ta sẽ phải nhìn thấy được ở trên phim chụp CT trên lát cắt ngang với cái hình ảnh là tăng tỷ trọng. Chúng ta có một cái nhân gọi là nhân đuôi, nhân đuôi bên phải và nhân đuôi bên trái. Một cái chúng ta hình dung, chúng ta nhìn thấy rõ cái nhân bèo, nhân bèo chúng ta nhìn rõ đồi thị. Trên phim chụp CT chúng ta phải nhìn được cái lát cắt này và luôn luôn phải tái tạo, yêu cầu kỹ thuật viên phải in phim thì phải tái tạo ra được cái lát cắt nhìn thấy toàn bộ các cái nhân xám và đồ thị như thế này. Ở giữa của nhân đuôi, nhân bèo và đồ thị nó có một cái giải giảm tỷ trọng. Đây này, chúng ta hình dung nhìn như chữ V ấy, này. Hình như là hình dấu lớn hơn ấy. Còn đây là hình dấu nhỏ hơn này. Thì đây chính là bao trong, cánh tay trước của bao trong và cánh tay sau của bao trong. Với những cái trường hợp mà nhồi máu của các cánh tay bao trong này thì thường là gây ra liệt, bởi vì cái tay cho cánh tay vào trong này nó chứa các cái sợi trục về vận động, nó đi trong cái này, và cái mạch máu mà cấp máu cho cái bao trong này nó là các mạch mạc trước đi từ động mạch cảnh, cho nên là
nó sẽ gây ra cái tổn thương của bao trong này, chỉ một chấm rất nhỏ của bao trong này có thể gây viêm bệnh nhân liệt hoàn toàn nửa người được. Rất là quan trọng là vị trí như này. Đấy, các cái tiếp theo là các cái cấp máu, vùng cấp máu thì chúng ta thấy biết rằng là có ba cái mạch máu, não trước, não giữa và não sau, thì nó không có một cái ranh giới nào để phân định được cái vùng nào với vùng nào, thậm chí nó còn phụ thuộc vào từng bệnh nhân, cho nên là rất là khó để phân định được cái vùng nào với vùng nào. Nhưng mà chúng ta chia cái não ra thành các phần khác nhau và chúng ta dự đoán là cái tổn thương là nằm phần đấy. Tại sao lại ý nghĩa quan trọng? Bởi vì với những cái vùng mà tổn thương theo vùng cấp máu như thế này thì chúng ta nghĩ đến tắc mạch não, nhưng cái vùng phù não ấy, nó lơ lửng thùy chán một ít thì thái dương thùy chậm một ít thì đấy không phải là nhồi máu đâu, không phải là chưa chắc đã phải là tắc động mạch não đâu. Thì thường cái động mạch não chỉ tắc một mạch thôi hoặc là hai mạch thôi, chứ hiếm khi mà nó sẽ tắc rất nhiều mạch cùng một lúc, cho nên là cái tổn thương của nó là phải theo vùng cấp máu là như vậy. Đấy, vùng cấp máu thì cái này chúng ta khó thì chúng ta sẽ tra trên mạng là xong. Vùng cấp máu của các động mạch thì chúng ta xong. Nếu mà một cái tổn thương giảm tỷ trọng ở thùy chán này bên phải này kèm theo chán trái chẳng hạn, ví dụ thế, thì thường chúng ta không nghĩ đến là do mạch máu đâu nhé, mà chúng ta nghĩ là giữa hai cái này liệu nó có một cái u gì không, nó chèn sang cả hai bên không. Đấy, hoặc là thùy thùy chán có tổn thương ổ giảm tỷ trọng thì thái dương có một ổ thì không bao giờ là nhồi máu nhá, không bao giờ là nhồi máu, thì chúng ta biết được cái vùng nhồi máu nó quan trọng như vậy. Và tiếp theo là các cái một số cái cấu trúc vôi hóa mà là bình thường ở trong sọ, thì cái vị trí hay vôi hóa nhất thường là nam giới mạch mạc, thường là cái vùng trong não thất 4 hoặc là củ não sinh tư, là cái vùng mà tuyến tùng ấy, là hay có cái vôi hóa nhất, là những người càng già càng cao tuổi thì càng vôi hóa. Đấy là cái hình ảnh bình thường, thậm chí là nhân bèo mà vôi hóa như này cũng là bình thường. Với những người già chúng ta nhìn thấy não nó teo hết lại rồi, và đây là cái hình ảnh nhân bèo bình thường với nó có cái vôi hóa là bình thường. À, đấy là một số các cái hình ảnh bình thường trên cái phim chụp CT sọ mà chúng ta cần phải biết. Sau đây thì tôi sẽ đưa cho các anh em một số các cái hình ảnh, và mọi người có vào được link không? Nguyên Bùi có vào được link không? Nhận được cái link tôi gửi chưa? Thầy có em có nhận được ạ. Vào xem phim chưa, xem có đã xem được phim nào chưa, đã xem đã thấy được đã xem được cái phim trên bệnh nhân nào chưa? Và Hằng Nguyễn có Dạ đấy không? dạ vâng không được ạ. Hằng Nguyễn có đấy, Hằng Nguyễn nghe thấy không? Dạ có, em chào thầy ạ. Hằng Nguyễn biết dùng patch chưa? Dạ em biết dùng ạ. Bệnh viện này có patch không? Bệnh viện em chưa có patch nhưng mà Viện gì đấy? đi học thì em cũng dùng. Em Em viện làm ở bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên ạ. Vĩnh Phúc ạ. à, Phúc Yên thì ngay gần đây thôi. Nhưng mà bệnh viện Dạ có vâng. CT rồi gì? Dạ vâng ạ. Có CT rồi thì sớm muộn cũng sẽ có hệ thống patch thôi nhá. Vâng. Bởi vì là nó là xu thế rồi. Giống như là bên giống như có Tây ấy, các nước như Pháp rồi Thụy Sĩ cái thứ nó phát triển mạnh ấy, thì cách đây khoảng 15 năm nó dùng phim ấy. Nhưng mà dần dần bây giờ nó tuyệt chủng rồi, phim nó tuyệt chủng cách đây khoảng 10 năm rồi. Không còn phim nữa, mình cũng thế. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái hệ thống patch này nó ưu việt ở chỗ là đấy, chúng ta chia sẻ nó rất là đơn giản đúng không, và lưu giữ giữ lâu dài. Còn phim thì in ra cái mấy cái lát đấy thôi, chứ không chỉnh sáng tối được, không không đo đạc, không làm gì thêm trên cái hình phim như thế được, và ảnh hưởng đến chẩn đoán rất là nhiều. Thứ hai nữa là nó cái phim như nó do kỹ thuật viên người ta in thôi, chứ người ta in bao nhiêu thì mình biết bấy nhiêu mình đọc. Nhưng là sau này những cái chúng ta phải quen với cả hệ thống patch gì nhá. Dạ vâng ạ. Khi mà chụp CT nhá thì với những cả cái các cái nước như phát triển như tôi đã nói thì người ta chụp CT ấy, thì nó cắt mỏng từ dưới, đây là cái hình chuẩn cắt CT này,
chúng ta nhìn thấy khẩu cái cứng không? À, Hằng Nguyễn có nhìn thấy chia sẻ màn hình chưa? Dạ em nhìn thấy rồi ạ. Rồi, đây hình chữ T này. Bây giờ phải bỏ cái thông tin biểu nhân đi để đảm bảo về bảo mật nhá. Chúng ta đi dạy học, chúng ta đi báo cáo hội nghị, chúng ta đi báo cáo khoa học trong viện, chúng ta bao giờ phải bỏ hết các cái tên tuổi bệnh nhân đi nhá. Tên tuổi, ID cái thứ đi, vì nó là một cái quy định rồi, bây giờ mình còn đang nhập nhèm nhưng mà về lâu về dài là mình phải bỏ đi. Đây là hình của khẩu cái cứng này này. Nó cắt đúng theo trình tự là từ dưới ngược đi lên trên. Đó. Đi lên trên khẩu cái lên đến trên đến hết sọ thì thôi. Đấy. Đây là một cái phim chụp mà cực kỳ chuẩn ở bệnh viện Đại học Y, và có đâu đó những chỗ nào đó người ta chụp không đúng thì chúng ta không học nhá. Mà chúng ta biết rằng đấy là chụp sai. Còn khi mà chụp chuẩn ấy, lấy từ dưới lên trên như này là chụp sọ này. Chúng ta đã được chụp sọ, chúng ta phải lấy hết sọ thì hết não thì thôi. Đó. Và cái máy mà nhiều lát cắt, nhiều dãy. Người ta cắt với lát với độ mỏng 1 mm hoặc là 3 mm nhưng mà tái tạo 1 mm. Rất mỏng. Tái tạo mỏng, sau đó cái việc của kỹ thuật viên là đơn giản nhất là chỉ tái tạo thế thôi. Còn đấy, để mà đọc phim ấy, đối với cả các bác sĩ mà đọc phim thì chúng ta bắt buộc phải tái tạo lại theo cái hướng của chúng ta thì chúng ta mới bắt đầu đọc phim được. Yêu cầu của đọc phim CT không phải là cứ cầm cái phim dơ lên chụp lên đọc là cái nhất. Cái thứ hai, không phải là cứ lấy cái lá cắt ngang của kỹ thuật viên người ta đưa ra cho mình như nào là mình đọc cái đấy. Đấy, chúng ta xem bao giờ chúng ta cũng phải chỉnh cho nó về cân đối bằng cách là trên cái corona này. Tiếp theo là đây là tai này, đây là mắt này. Bao giờ chúng ta cũng phải chỉnh theo cái chiều gọi là của cái lá cắt ngang này, này về cái hướng gọi là OM, tức là ốc tai và ốc mắt. Đây. Đó. Thì đây là cái hướng mà chụp để tái tạo để cho chúng ta đọc. Tại sao lại phải là OM? Tại sao lại phải check như thế này? Bởi vì chúng ta thấy rằng là hình dung là cái lát cắt ngang này nó đi qua tiểu não này. Cái vùng này rất là nhiều các cái xương, vùng nền sọ này cũng thế, rất là nhiều xương. Cho nên nếu chúng ta mà đi theo hướng khác thì chúng ta sẽ bị nhiễu ảnh bởi xương là cái thứ nhất. Còn nếu mà chúng ta không chia cho cái sọ não nó cân đối như thế này thì chúng ta sẽ dễ bị đọc nhầm. Bản chất của đọc phim CT sọ là so sánh cái sự cân đối của cái sọ, của cái não. Đó. Và cái thứ hai là để thấy được cái sự tương phản trắng và đen, chất xám và chất trắng. Đấy, đầu tiên ấy, thì nói về cái cửa sổ xương. Chúng ta cửa sổ xương ấy, thì như là tôi đã trình bày trên cái bài slide lý thuyết vừa rồi, thì chúng ta thấy rằng là đây là cái xương chán mà nó đã bị khuyết một phần rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái khớp mà nằm giữa các cái xương chán với nhau. Có những cái bệnh nhân, ví dụ như cái bệnh nhân này 42 tuổi rồi, cái khớp xương nó liền mất rồi, nó không còn nhìn được các cái hình rích rắc giống như mà chúng ta nhìn trên lý thuyết kia nữa. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn một số các khớp khác, ví dụ như là cái khớp lambda đây. Đó, khớp lambda nó đi ngăn cắt cách giữa thùy giữa xương chẩm và xương thái dương, và khi mà chúng ta nếu mà chúng ta zoom lên thì chúng ta sẽ nhìn rõ cái khớp đấy. Lại liệu đây có phải là đường vỡ xương hay không? Đấy, như tôi đã nói là ưu điểm của cái này, patch này là chỉnh sáng tối. Đó, chúng ta chỉnh. Đây là cái đường khớp mà chưa nhìn được cái rích rắc, nhưng mà chúng ta nhìn thấy các cái xương này nó đặc xương. Hai cái bờ của cái khớp này nó đặc xương như vậy, nó không thể là đường vỡ được. Và thứ hai, nó đối xứng qua đường giữa.
đấy là cái cửa sổ xương. Chúng ta hãy đi xem cái xương nó có những cái đường vỡ như thế nào. Đó. Đây là phim chụp trước mổ. Chúng ta lấy phim chụp trước mổ ra. Đây là cái phim chụp của bệnh nhân trước mổ, và chúng ta vẫn yêu cầu đây là chúng ta xem cái hình ảnh nó lệch như này, vẹo như này, thì chúng ta không để trên cái phim vẹo như này mà chúng ta phải tái tạo nó về cái mặt phẳng bình thường để đối xứng hai bên và một cái sọ cân đối thì chúng ta mới đọc được trên cái cửa sổ xương cũng như cửa sổ của nhu mô não. Tất cả các hệ thống Patch nào nó cũng có cái chế độ này hết, không ít thì nhiều, không phức tạp thì đơn giản, thô sơ đấy. Đấy, tạo theo đường OM đấy, và đây là chúng ta sẽ ra được một cái lắp cắt chuẩn để mà đọc phim. Thì tôi cũng không đi sâu vào ở các cái tiểu tiết về những cái xương nào bị vỡ, bởi vì nó sẽ là một cái vấn đề khác. Nếu mà một cái bệnh nhân như thế này nó được vỡ xương như này, có thể nói cả một buổi chiều về các cái vỡ xương, rồi các cái liên quan với lâm sàng, các cái mạch máu nó có thể nguy cơ vỡ làm sao, các dây thần kinh nào nó có thể bị chạm phải, thì tôi không nói sâu. Mà ở đây chúng ta đầu tiên là so sánh sự cân đối của hai bên, tiếp theo là chúng ta để mà tìm được cái vỡ xương ấy thì chúng ta phải zoom to lên như này đấy, zoom to lên. Chúng ta chỉ xem một vài cái xương vị xương 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 chẩm chẳng hạn, hoặc là xương trũng chẳng hạn. Xương trũng chúng ta nhìn sơ bộ ở đây không không có các dịch nằm trong xoang trũng, không có dịch nằm trong xoang trũng là gần như là khá yên tâm về cái xoang này nó không bị làm sao, cái khớp búa đen này nó không bị chật thì cũng là ok. Cái chỗ này xương búa nó bị dày niêm mạc trên nền một cái bối cảnh của viêm của cái viêm tai giữa thôi. Cũng không có vấn đề gì, vì là các cái thành của cái ống tai ngoài này bình thường, thành tai ngoài bình thường đấy. Đây là cái khớp khớp xương bao giờ nó cũng đi rích rắc như này đó, để chúng ta phân biệt với đường vỡ. Nếu mà đường vỡ đi che chéo qua xoang trũng thì kiểu gì chúng ta phải thấy dịch ở trong xoang trũng, và đồng thời là cái đường khớp nó không dính chắc như này và nó không đặc xương hai bờ khớp như này. Đối với tất cả các xương, như kể cả xương tay, xương chân, xương gì cũng thế, nếu mà được gãy không bao giờ nó có cái đặc xương qua cái vùng này, cho nên để chúng ta phân biệt. Đây là một cái đường vỡ của cái cung tiếp gò má. Chúng ta nhìn thấy sơ bộ đập vào mắt là những cái dịch ở trong cái xoang rất là nhiều, đúng không? Dịch trong xoang như này trên một bệnh nhân với cảnh của chấn thương thì kiểu gì chúng ta cũng phải xem là liệu có vỡ cái gì không, gãy cái gì không đó. Và khi mà sâu hơn nữa chẳng hạn, ví dụ như là ví dụ như chỗ này chẳng hạn, có một cái đường vỡ nó gián đoạn cái xương xương ở chỗ này, thì chúng ta sẽ biết được đây là cái lỗ này là lỗ trung tâm, đây là cái thần kinh hai nó đi qua. Mà nếu mà có một cái vỡ xương chỗ này, một cái mảnh xương rất nhỏ thôi, nó cắm nhẹ vào cái dây thần kinh này thôi, có thể chúng ta không chưa kịp lưu ý đến thôi, thì đây là cái đường vỡ xương này, thì có thể bệnh nhân này trên lâm sàng tương ứng với nó là một cái đường nhảy mù mắt hoàn toàn, hoặc là mù mắt bán phần khi mà cái xương đấy nó chọc phải. Và chúng ta thấy rằng là cái lỗ thị giác nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Đây, khe ở mắt trên, khe ở mắt trên là nơi mà các dây thần kinh ba, dây dây bốn nó đi qua, dây sáu nó đi qua ở đây, và 51 đi qua đây đó, thì có thể nó sẽ gây ra, xin lỗi, dây là 4, dây 6 và dây 51 và dây 3 thì đi cùng với dây thần kinh 2. Và tiếp theo là nói về cửa sổ nhu mô não để chúng ta xem được là cái hình ảnh tổn thương của nó là gì trên cái nhu mô. Đây là tái tạo.
Đây tương đối kết nối rồi. Đọc phim City Shot ấy, thì chúng ta hãy hãy xem cái cửa sổ đây này, cửa sổ 300 đến 45 này. Cửa sổ này ý nghĩa của nó là gì? Khi chúng ta di chuyển cái cửa sổ sáng tối thì cái thông số này nó cũng thay đổi theo. Và để mà phân biệt được cái tỉ trọng của chất trắng và chất xám ấy, thì chúng ta sẽ thu hẹp cái cửa sổ này về là khoảng 40-40, rộng 40, hẹp 40. Đấy, thì chúng ta sẽ phân biệt được chất xám và chất trắng. Đấy, chúng ta nếu mà chúng ta để rộng mở cái cửa sổ về thì chúng ta thấy là não và chảy máu này rất là rõ. Đây, những cái chảy máu cho não thất này sẽ nhìn rõ hay hiện rõ lên luôn. Đây, đây là chảy máu, đây là máu ở trong liềm, trong lều tiểu não. Đây là máu trong lều, trong liềm đại não. Đây máu ở trong nhu mô. Đây, chỗ liềm đại não này thì bình thường bao giờ nó cái liềm não nó như này, nhưng mà khi mà có máu nó nằm ở giữa thì nó sẽ tăng tỉ trọng lên. Chúng ta nhìn thấy cái rãnh não này, rãnh não này nó chứa máu đi lên đi xuống, chúng ta sẽ nhìn thấy nó rõ hơn. Đấy, khi mà chúng ta thu hẹp cửa sổ như này về như này rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy tương phản trắng đen nó rất là rõ, và đâu là chảy máu, đâu là chất xám, đâu chất trắng thì chúng ta sẽ nhìn thấy được trên cái chương trình này. Đấy. Còn khi mà chúng ta định xem về khí thì chúng ta lại mở rộng cửa sổ ra. Đó, mở rộng cửa sổ ra thì lúc bây giờ cái tương phản trắng đen giữa các cái nhu mô não này nó bị mất đi, và chúng ta nhìn thấy khí. Đấy, khí nó còn len sâu ở cả màng não đây. Đấy, tiếp tục về nói về cái chuyện là các cái bể của não thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái khe đây. Đây là cái rãnh xin viêng, đây là khe giữa trước, khe giữa sau, thì rãnh xin viêng bên phải, bên trái thì còn, nhưng bên phải chúng ta thấy gần như là không còn nhìn thấy cái hình của nó nữa. Hình mà như chúng ta hãy nhớ lại cái rãnh xin viêng nó đi như này, hình chữ T như này. Đấy, thì cái nét chữ T ở bên trái, bên phải này nó không còn nữa. Đấy, để nó thể hiện cái tình trạng phù não, cái hình mà cái lát mà tôi muốn dừng lại ở đây là cái lát mà rất quan trọng đi qua cái vùng mà nhân bèo, nhân đuôi nhân bèo đồi thị bao trong đây, thì chúng ta phải nhìn rõ. Tuy nhiên là cái vùng mà nhân bèo cái này nó cũng đã bị xóa, nó không rõ nữa rồi, thì toàn bộ cái vùng não như này nó không phân biệt rõ được chất xám chất trắng là nó do phù não. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái rãnh này bên trái nó đầy căng lên là nó rõ này, nhưng bên phải nó gần như nó lấp đầy, nó không còn còn đâu nữa. Thì đấy chính là cái lý do tại sao chúng ta phải tái tạo một cái phim chụp sọ não mà nó có đối xứng hai bên như vậy. Bây giờ tôi sẽ mở một cái phim chụp ra để nhờ một bạn sẽ đọc kết quả đọc phim xem. Bệnh nhân Lê Thị Hoa. À, bây giờ này Nguyễn Thị Hoa. Nguyễn Thị Hoa. Cái tái tạo như này là bị sai lệch này, nhìn thấy mắt ở đây không nhìn thấy gì, cho nên chúng ta bắt buộc chúng ta phải tái tạo đúng theo cái chuẩn của chúng ta. Bệnh nhân này là chẩn đoán là tai biến mạch máu não liệt nửa người trái.
bao giờ chúng ta cũng cần phải biết lâm sàng của bệnh nhân nhé. Tiếp theo là tái tạo theo lát cắt chuẩn và lấy cái hình axial ra để xem. Chúng ta phải xem cả ba hướng khác nhau nhưng mà bắt đầu bao giờ cũng là hướng axial. Tôi đi từ dưới lên. Cửa sổ như này là chưa được, cho nên là phải mở, phải thu hẹp cửa sổ lại. Đấy, từ 40 đến 50 là đạt yêu cầu. Mục đích của chúng ta là tương phản trắng đen để xem là tương phản giữa chất xám và chất trắng nó như thế nào. Các bạn hãy xem kỹ tổn thương nằm ở đâu. Đến đoạn tổn thương này tôi lại dừng lại cho các bạn 3 giây để xem. Xong tôi chạy tiếp. Vùng này tổn thương cũng khá rõ thì tôi lại dừng lại cho các bạn xem. Vùng này thì hơi rõ một chút, tôi dừng lại cho các bạn xem. Và bây giờ thì Mai Thị Ngọc, nội chú 45. Ngọc ơi, có đấy không? NT45 là nội chú 45 à? Ngọc có đấy không nhỉ? Lê Đạt có đấy không? Ngọc Ánh có đấy không? Có đấy ạ. Ôi may quá. Nhưng mà em chưa thấy tổn thương, thầy dí lại cho em đi thầy. Dí lại nha, bây giờ dí lại nha, bây giờ gọi đích danh mình rồi, bây giờ mình phải xem kỹ đấy, không có là không phải là người khác nữa mà là mình đang đọc phim cái bệnh nhân này đấy. Còn những người khác thì có thể tranh thủ chợp mắt một lát. Ngọc Ánh. Đây là dừng ở chỗ tổn thương nha. Nhìn lại từ dưới lên cho rõ này. Bệnh nhân này chẩn đoán là tai biến mạch máu não vào viện vì cái tình trạng đột quỵ. À, Lê Tiến chẩn đoán là nhồi máu vùng đỉnh chẩm phải. Ừ, ghen mọi người đánh kết quả vào đây đi, đánh cái chẩn đoán của mình vào đây đi. Đánh cái chẩn đoán vào đây đi, không có là một mình tôi độc thoại, một mình tôi cũng rất là buồn ngủ. Ngọc Ánh nha, chờ tí. Bây giờ ai mà liệt kê được 4 cái tổn thương chính xác thì tôi sẽ tặng quà. Ngọc Ánh nha, đây, tiếp tục. Rồi, Ngọc Ánh mô tả cái lát này thấy gì? Nhồi máu động mạch não giữa M1 đến từ bán trinh chính sơ vữa, một nhánh M1 động mạch não giữa đến từ Lê Tiến. Còn Lê Tiến này tốt đấy. Đây, Ngọc Ánh ở đâu rồi? Còn đấy không? Không rõ cách đọc thế ạ. Không rõ à?
nguyên lý nhá là so sánh hai bên và so sánh hai bên và so sánh chất xám và chất trắng. Chúng ta hãy nhìn thấy chất xám này này nó tăng tỷ trọng, còn chất trắng nó nằm trong lõi thì nó giảm tỷ trọng. Và nhìn thấy các cái rãnh não này, rồi các cái cuộn não này, nó uốn lượn này, đúng không? Trong khi đó cái hình ảnh uốn lượn này nó tương đối rõ ở bên trái, đến đây, thậm chí đến tận đây nó cũng uốn lượn, đúng không? Nhưng mà toàn bộ cái vùng này này chúng ta xem nó không còn uốn lượn nữa. Còn mỗi vùng này này, đúng không? Đây này, cái chỗ này nó phẳng thẳng băng nên nó không có cái gì nó xen vào. Trong khi bên này nó có những cái rãnh nó ăn sâu vào những vùng não này. Đấy, như vậy rõ ràng cái vùng này có một gì đó bất thường, đúng không? Đúng không? Ngọc Anh thấy chưa? Đồng ý không? Ngay cả cái chuyện là gì, các cái rãnh não bên này nó cũng rộng hơn và nó sâu hơn. Tại vì bệnh nhân này cung cấp thông tin lâm sàng là tai biến mạch máu não mà lại yếu nửa người liệt nửa người trái thì chúng ta chỉ sẽ xem vào bên phải thôi, đúng không? Đúng không? Vâng. Ừ. Đó. Ví dụ chỗ này là gần như là bình thường này. Hai bên này. Đấy, chỗ này nó có một cái ổ gì đó hơi đen đen này. Chúng ta lưu ý đến này. Chưa biết là cái gì kia nó. Nhưng rõ ràng nhìn qua thôi nhá. Thì toàn bộ cái bên trái này này. Các cái rãnh rất là rõ. Miên phải này không còn rõ nữa. Đó, đấy là một cái sơ bộ ban đầu thôi. Tiếp theo là cái phân biệt chất xám với chất trắng ở cái vùng này gần như không còn nữa rồi. Đó. Gần như không còn. À, các bạn vẫn tiếp tục đánh câu trả lời này. Nãy giờ chưa ai nhận được quà đâu nha. Lê Tiến mở vùng chấm, mở rãnh quần áo phải, sơ bộ quần áo mặt nó giữa. Sơ vữa vôi hóa mạch não giữa. Các bạn có nhìn được trò chuyện này không? Có đấy ạ. Để xem Lê Tiến có được tặng quà không nhá. Ngọc Ánh thì thôi rồi nhỉ. Ngọc Ánh không nhận quà nữa rồi. Ngọc Ánh thì chưa nói chính xác được. Đây này, cái chỗ này là cái quan trọng nhất này. Tăng tỷ trọng ở chỗ động mạch não giữa này. Đúng rồi, tăng tỷ trọng. Tăng tỷ trọng. Tăng tỷ trọng tự nhiên động mạch não giữa. Các bạn như thấy trong cái quá trình đọc phim chúng ta phải thay đổi cơ sở liên tục, giống như là đọc phim sọ, nó đặc điểm của đọc phim sọ chúng ta phải thay đổi cơ sở nhá. Và chúng ta phải chỉnh nó cân đối để so sánh hai bên. Nó giống như là chúng ta đang cầm cái đầu dò siêu âm, cầm cái nút gain ấy, chỉnh liên tục trong quá trình siêu âm. Tăng tỷ trọng tự nhiên động mạch não giữa phải đến từ Hoàng Trường Thịnh, chính xác. Tăng tỷ trọng đi dưới khối, ok. Rồi, cái này thì bấm cái bệnh nhân này ở đây. Thì đây là một cái bệnh nhân mà 72 tuổi, chứ rồi lại để thông tin bệnh nhân rồi. 72 tuổi ở đây. Vào viện là trong tình trạng đột quỵ tắc mạch não, tai biến mạch máu não lên đường người trái. Chúng ta xem tổn thương bên phải thì ngay đầu tiên đầu mắt nó là một hình tăng tỷ trọng tự nhiên của huyết khối tự nhiên lấp đầy vào động mạch não giữa bên phải. Cái này chỉ có thể là huyết khối cấp và di trú từ chỗ khác lên thì nó mới có tăng tỷ trọng tự nhiên được đến mức độ kinh khủng như này. Và chúng ta xem tiếp theo là hậu quả của cái tăng này là gì. Hậu quả của cái tăng là chúng ta hãy dừng ở cái vùng nhân sán nền sọ, thì chúng ta xem cái bề mặt của thủy đảo bên phải đây này. Cái chất ranh giới, chất trắng, chất xám ở bề mặt thủy đảo này nó không còn nữa, trong khi bên đối diện thì nó vẫn còn đây. Đấy, tương đối là mờ ảo. Nhưng mà những cái bệnh nhân mà chúng ta ấy, chụp lên chúng ta phải nhận ra được ở cái giai đoạn này, chứ còn khi mà nó đã đen xì đi rồi mà chúng ta mới đi chẩn đoán thì đúng là quá muộn. Thời điểm này khi mà chúng ta nhìn thấy rất là mờ ảo như này thì chúng ta còn cứu được bệnh nhân, tái thông lại còn cứu được. Và khi mà chúng ta để qua cái giai đoạn này rồi thì không cứu được đâu. Đây ví dụ hình này chẳng hạn, thì chúng ta xem lúc bây giờ thì chẩn đoán lại lúc bây giờ không còn khó khăn được gì nữa rồi. Đúng không?
nơi này nó phù não, nó đè đầy đường giữa lệch ra sang bên như này. Đây là cái liềm đại não này, nó bị lệch lệch sang bên trái này. Đó, như thế này thì bệnh nhân này không thể sống được nữa. Tức là khi mà nó đến với chúng ta trong cái giai đoạn là nó còn đang chưa rõ cái gì với cái gì, chưa rõ chất xám, chất trắng, chưa tức là rất là mờ ảo, thì chúng ta cần cứu được. Đấy. Cái triết lý của cuộc sống là như thế, chờ đến khi mà nó mọi thứ nó quá rõ ràng lên rồi thì lại thường không cứu được nữa. Ví dụ như ung thư giai đoạn sớm không rất khó phát hiện, nhưng mà lại phát hiện ở đấy thì mới là tốt. Giảm tỷ trọng vùng đỉnh chân phải, tăng tỷ trọng động mạch não dưới phải, xóa rãnh cuộn não thủy chân phải, nốt giảm tỷ trọng thủy chân phải. Vũ Thị Phương Lai nha, đến gặp tôi tặng tặng quà nha. Vũ Thị Phương Lai đấy. Nốt giảm tỷ trọng vùng đỉnh phải. À, khi mà chúng ta đọc là nốt giảm tỷ trọng thì Lê Thị Sen nhé. Bệnh nhân tiếp theo là Lê Thị Sen. Lê Thị Sen. À, Vũ Thị Phượng có nhìn thấy thì thấy cái hình chia sẻ màn hình đấy không? À, Vũ Thị Phượng hay Vũ Thị Phương? Dạ có thầy ạ. Ừ. Em làm viện nào đấy? Dạ em làm viện tỉnh Nghệ An ạ. Đâu có tỉnh Nghệ An à? Vâng ạ. Giờ nó đi nhảy nhỉ? Vâng ạ. Tỉnh Nghệ An có biết anh Toàn anh làm thần kinh không? Thần kinh với lại can thiệp không? Dạ, có. Trung tâm đột quỵ anh ạ. Trung tâm đột quỵ? Dạ. Trường trung tâm à? Dạ, trường ạ. Ừ. Ở đây nha, đây là vẫn là cái triết lý quan trọng nhất là chúng ta phải tái tạo, cân đối phải trái này và lấy theo cái đường là OM. Đây là cái lỗ tai, đây là hốc mắt, đây này, nhìn chính giữa tâm của hốc mắt và thấy được cái tai này, cái ống tai, đây này, đấy. Thì chúng ta mới ra được cái hình mà đấy gọi là hình mà đọc phim CT sọ, sau đó thì tiếp tục là chạy lên. Đây là một cái bệnh nhân nữ bị đau đầu. Đấy, chúng tôi đi từ dưới lên trên nhé. Đau đầu ấy, thì nó có quá nhiều nguyên nhân đâu. Ai cũng trong đời cũng có một vài lần đau đầu. Vấn đề của chúng ta là chụp lên chúng ta hy vọng rằng là không nhìn thấy một cái cục gì đó trong đầu, không phát hiện ra được. Nhưng mà để mà không phát hiện được chúng ta phải soi rất 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 kỹ. Vì những cái triệu chứng đau đầu nó chỉ là triệu chứng rất là mơ hồ. Ai cũng có thể bị đau đầu, không bệnh cũng đau đầu, có bệnh cũng đau đầu. Loại trừ được không có u, không có một cái gì đó trong đầu thì là yên tâm hơn nhiều rồi. Và chúng ta mở cửa sổ đây, cửa sổ, nhìn cái cửa sổ như này chúng ta nhìn nó rất là thô, nhưng mà đây mới là cái cửa sổ mà đọc phim CT thì sọ đấy, tương phản giữa màu trắng màu đen, tương phản giữa chất xám chất trắng. Một cái bệnh nhân này là chúng ta nhìn thấy đây là một bệnh nhân tương đối trẻ, chúng ta nhìn thấy cái
não ấy, nó chưa bị teo, nó áp sát vào xương sọ như này. Chúng ta thấy rõ tầng sọ trước, tầng sọ giữa, tầng sọ sau, thậm chí là chúng ta nhìn được cái lều tiểu não này, đi lên đi xuống đấy. Đấy, cái lều tiểu não bao giờ nó cũng tăng tỉ trọng như này, cái liềm đại não cũng tăng tỉ trọng. Đấy, cái lều này. Đấy, bám vào xương này. Đi đến chỗ mà nhân sán nền sọ ấy, chúng ta hãy dừng lại. Đây là nhân đuôi, nhân bèo. Đấy, đây nhân sán nền sọ này. Đồi thị đây. Nhân bèo, nhân đuôi. Nhân đuôi, đồi, nhân bèo, đồi thị. Bao trong. Đấy. Khi mà chúng ta đến đây, chúng ta phải dừng lại. Để chúng ta thấy kiểm tra đủ các thành phần đấy cái đã. Thì chúng ta yên tâm, chúng ta đi tiếp được. Chúng ta nhìn rõ cái bao trong đó. Đấy, như vậy là cái vùng ở đây là chất xa trắng, chất xám, nó rất là rõ. Thì chúng ta mới yên tâm chúng ta đi lên tiếp được. Và chỗ này là cái trung tâm bán bổ dục. Thì nó cũng không có gì thay đổi. Và bên phải, bên trái đối xứng với nhau. Nào các bạn đánh chẩn đoán của mình vào phần kết quả đi. 5 phút nha, cho 5 phút để đánh kết quả. Đánh phần chẩn đoán sơ bộ của mình vào cái box đi. Chúng ta đánh lớp học của chúng ta có giải lao không nhỉ, hay là học liên tục luôn nhỉ? Học liên tục thôi ạ. Liên tục à, bởi vì giờ đã cũng đang là giải lao mà đúng không? Nguyễn Hùng, nó tăng tỉ trọng thì chán phải, bên trong có chấm vôi hóa. Ok, nó tăng tỉ trọng kèm theo phù não xung quanh, rất tốt. Hiếu Nguyễn, Lê Tiến, mọi người nhận ra cái vùng phù não này là rất tốt này. Đó, chúng ta nhìn thấy cái vùng phù não của chất trắng này là rất tốt này. Các bạn nhận ra một cái khối nó tăng tỉ trọng này, phải làm sát cái liềm đại não, kèm theo là có phù não xung quanh, rất tốt. Ai đấy lại phát hiện ra một cái chấm vôi hóa như này là cũng là giỏi, cũng là giỏi. Đó, chúng ta hãy nhìn cái sự đối xứng để chúng ta đọc kết quả, đọc phim, để chúng ta nhìn ra những cái mà nhỏ nhất. Đấy, đây là cái phần mà chất trắng này, nó phù não này. Đó, rồi theo dõi u màng não, chính xác, rất tốt. Theo dõi u màng não là rất tốt, bởi vì là cái tổn thương này nó nằm sát với cả liềm đại não, cho nên là số 1 chúng ta hãy nghĩ đến u màng não. Và u màng não thì thường nó giảm tỉ trọng hoặc là nó tăng tỉ trọng, nó phụ thuộc vào cái mức độ vôi mà nằm trong cái u đấy. Nếu mà u mà nhiều vôi, có những cái chấm vi vôi thì nó sẽ tăng tỉ trọng lên. Trong những trường hợp như này thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta, nếu mà trong tay của chúng ta không có cộng hưởng từ thì chúng ta tiêm thuốc cản quang nhá. Bởi vì những cái u mà nằm ngoài trục thì nó tăng sinh mạch rất là nhiều. Ngoài trục tức là gì? Nằm ngoài cái nhu mô não mà nó chỉ đè ấn vào não thôi thì gọi là nằm ngoài trục. Còn nếu trong trục thì tức là nó nằm trong nhu mô não. Đấy, trong nhu mô não thì như tôi đã nói với cả các anh em là mạch máu nó không xuyên vào trong nhu mô não được, cho nên nó không có tưới máu ở trong não.
không có tế bào ở trong nhu mô não sâu, cho nên là những khối mà nằm ở trong nhu mô não sâu ấy, nó ít khi nó tăng sinh mạch. Còn những khối mà nằm ngoài nhu mô não thì mạch máu nó sẽ bò lồm ngồm ở vỏ não ấy, thì nó đi thẳng vào cái khối đấy, cho nên gấm rút rất là mạnh. Đấy. Đặc biệt điểm của u màng não là sẽ được gấm rút rất là mạnh. Lúc nào chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cửa sổ xương trên cái chụp CT sọ. Đây là cái không chấn thương. Không chấn thương thì chắc là những cái chuyện vỡ các thứ thì chúng ta không quan tâm đến những cái đấy. Đấy, nhưng mà các cái xoang đây là chúng ta phải quan tâm đến các cái xoang. Có những cái người cái hệ thống xoang nó phát triển rất là nhiều, rất là dày đặc các cái xoang như này. Nhưng còn những người thì xoang ít hơn thì đấy là hoàn toàn bình thường. Đây là các cái thành phần của các cái xoang sàng trước, xoang sàng sau, xoang bướm. Tất cả những cái dày bất thường của cái niêm mạc như này chúng ta cần phải lưu ý đến nhá. Bởi vì là những cái như tôi đã nói rồi là ngay dưới cái xoang sàng, ngay dưới xoang sàng hoặc ngay dưới cái xoang bướm này thôi đã là não rồi. Đây là ví dụ, đây là cái xoang bướm này đã. Đó, đây là xoang bướm thì ngay bên cạnh sát của cái ngay ở phía trên xoang bướm là nhu mô não thì chán, là nhu mô não thì chán. Những cái viêm ở xoang bướm này này mà nó cấp tính, nó ở pha cấp của nó có thể kích thích màng não và gây ra đau đầu rất là nhiều, dữ dội, đau sâu ở trong não. Còn nếu mà ở xoang sàng như này này cũng là nhu mô não thì chán thì nó sẽ đau rất là nhiều ở vùng trán, đau dội từ cái trán này ngược lên trên, là thường là những cái tổn thương của xoang sàng. Ở ngay phía chỗ cái màu trán này, màu rắn trong này, xoang giữa hai cái xoang sàng phải và trái thì nó có một cái màu nó ngăn cái xoang sàng thành hai, và chúng ta thấy cái ấn lõm của cái xoang sàng dưới này là cái hành khứu của bệnh nhân. Cái hành khứu này nó nằm ngăn cách cái xoang sàng bằng một cái lớp xương rất là mỏng manh nhá. Và ngay dưới cái xoang sàng này đã là gì, đó là các cái thông bào hay là các tế bào xoang sàng thông với nhau và đi thẳng trực tiếp vào mũi, đúng không? Như thẳng mũi thì nó đi ra ngoài môi trường bên ngoài. Như vậy thì với những cái tác nhân mà viêm nhiễm từ môi trường bên ngoài vào, nó gây ra viêm các niêm mạc của mũi, của xoang sàng đi trực tiếp, chúng ta nhìn thấy không? Đi trực tiếp vào luôn. Và những cái viêm ở loanh quanh ở vùng trần của cái sàng này nó có thể kích thích, một là gây ra những cái tổn thương về hành khứu, có thể tổn thương về màng não ở cái vị trí này. Và nếu mà CT thì chúng ta không nhận ra được những cộng hưởng từ ấy, mà chúng ta chụp lên thì có thể nhìn thấy là nó dày và ngấm rút ở cái màng não này. Còn CT thì với những bệnh nhân mà chấn thương sọ não mà hoàn toàn bình thường nhưng mà tự nhiên lại mất ngửi, không ngửi được, bí ẩn, tự nhiên sau khi một cái va đập nhẹ vào đầu cái đấy, hoặc là sau khi mà ông chồng ông bị vợ ông đánh tát cái, thế là tự nhiên mất ngửi, chụp lên không sao hết, bảo ông là ông giả vờ, đúng không? Bởi vì là khi mà chúng ta chụp lên chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vết rách vật vỡ nhẹ ở cái vùng cái mảnh xương giấy này, xương rất là mảnh như này, thì nó có thể cắm vào cái hành khứu của ông ấy và nó gây ra tổn thương cái dây thần kinh khứu, khứu giác thần kinh hai và thần kinh một, và nó sẽ gây ra mất ngửi. Thế thì là những cái mà chúng ta lưu ý khi mà người ta mổ xẻ hoặc là người ta chỉnh lại, soi chỉnh lại thì có thể nó hồi phục, nhưng mà thường là những trường hợp đấy chúng ta biết chứ còn không hồi phục. Đây là những cái hình ảnh mà đi ra ngoài sọ và đi ra trong sọ bằng các cái đường đấy, nó rất gần gũi nhau và có thể nó gây ra tổn thương liên quan đến nhau. Trên cửa sổ xương này chúng ta nhìn đó.
Đấy, chúng ta nhìn thấy xương bướm, nền sọ với hai cái bạch cảnh nó đi lướt từ ngoài vào trong và chạy lên trên, đi song song với cả xương bướm và sọ. Đây là một cái một bệnh nhân khác mà những cái hình ảnh mà tôi đưa ra minh họa ở đây là những hình ảnh rất cơ bản, rất cơ bản luôn. Đây là một cái bệnh nhân mà sau chấn thương sọ não mà tôi muốn minh họa với chúng ta một cái hình ảnh tổn thương cũ ở trong cái não thì trông nó như thế nào. Tổn thương cũ nhìn thấy được ở trên CT thì trông nó như thế nào nha. Đây là một cái trường hợp mà di chứng cũ thôi. Đấy, vẫn cái hình ảnh vẫn tái tạo đúng theo cái chuẩn mà tôi đã hướng dẫn với cả các bạn. Đấy, tái tạo thẳng đối xứng hai bên chuẩn. Đây chưa thẳng. Đó, chỉ là thẳng sau đó là xem cái lá cắt ngang. Đây là một cái bệnh nhân khám lại sau mổ chấn thương sọ não. Nam 76 tuổi. Thì tôi muốn minh họa một cái bệnh nhân mà cho chúng ta thấy rằng là một cái tổn thương cũ, thì sơ bộ chúng ta sẽ nhìn thấy là cái não thất giãn rất là nhiều, đặc biệt là sừng trán bên trái. Đấy, các bạn nhìn thấy tôi chỉnh cửa sổ. Chúng ta chỉnh mỗi một bệnh nhân, chúng ta chỉnh để làm thế nào mà chúng ta thấy tương phản giữa chất xám và chất trắng nó rõ. Có mỗi một cái bệnh nhân có một cái cửa sổ nó khác nhau, chứ không bệnh nhân nào nhất là giống nhau. Đó, thì bệnh nhân này chúng ta nhìn thấy rằng là sừng trán của não thất giãn rất là nhiều. Có những chấm tăng tỷ trọng tự nhiên. Và đâu đó vẫn còn cái vùng phù não ở thì chán. Đây chính là cái đường mà người ta đi thẳng vào, người ta lấy khối máu tụ ra. Tổn thương cũ thì có hình ảnh như thế nào? Khi mà có một khối máu tụ ở thùy chán này này, mà người ta mở, người ta lấy cái máu đi rồi, thì nó để lại một cái vùng tổn thương cũ. Hoặc tổn thương cũ xuất hiện khi nào? Khi mà có một cái mạch máu, não trước chỗ này, đây là vùng cơ máu động mạch não trước ấy, nó bị tắc, nó gây nhồi máu. Thì bệnh nhân sau này đến với chúng ta trong cái giai đoạn là cũng là cũ rồi. Hoặc một tình huống khác, bệnh nhân có u đây, người ta mổ người lấy, thì tất cả những cái đấy đều là tổn thương cũ. Và đặc biệt đặc điểm của tổn thương cũ là gì? Là cái tổn thương cả chất xám và chất trắng bị bay hết, bị khuyết đi. Đấy, bị khuyết cả chất xám và chất trắng, nó khác với cả cái hình ảnh bị khuyết não, bị nhu mô não bẩm sinh hoặc là teo não, là chất xám vẫn còn
nhưng mà nhu mô nó bị teo đi thôi. Còn cái vùng này là toàn bộ chất xám, chất trắng đều bị bay hết, và não thất thì giãn, nhu mô não thì giãn về cái vị trí đó, thì đấy là cái tổn thương cũ. Tiếp theo đi. Bệnh nhân này là chụp CT do não vì là bị đau đầu. Các bạn có nhìn rõ phim chụp không? Các bạn là vũ trang ở đấy, các bạn vũ trang không? Các bạn là vũ trang ở đấy không? Vũ trang có vẻ không có mặt đấy rồi. Mai Thị Ngọc thì chắc là không còn Mai Thị Ngọc ở đấy thôi. Lúc này các bạn Trần Đại Huynh tên đẹp nhỉ? Em. Trần Đại Huynh à? Vâng. Huynh làm viện nào đấy? Em viện ở Cẩm Phả. Cẩm Phả. Trần Đại Huynh Cẩm Phả. Huynh nhìn kỹ phim chụp này nha. Có nhìn thấy trên màn hình không hả Huynh? Có thể. Ừ. Bệnh nhân này nha, là bị bệnh nhân này đến từ Quảng Ninh. Cô này cô đến từ Quảng Ninh đấy. Huynh trong lúc mà Huynh đang xem phim thì các bạn khác đánh câu trả lời vào phần chat box này nhá. Chúng ta nhìn thấy người ta chụp một cái phim cắt dài không? Đấy. Đấy. Vẫn tái tạo theo cái đường mà tôi đã hướng dẫn các bạn. Xoay tương đối mất công nhưng mà đấy là điều bắt buộc. Bắt buộc chúng ta phải xoay để ra được hình đẹp. Huynh thấy gì chưa Huynh? Dạ anh đang xem nhỉ. Chúng ta nhìn cái phim chụp trước tiêm nhé. Lưu ý mà thấy bất thường thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân tiêm nhé. Và tiêm ấy, ở thì nhu mô chúng ta
đầu tiên lấy mạch máu thì chúng ta lấy thủy động mạch, nhưng mà khi mà nghi ngờ u não chúng ta sẽ lấy thủy nhu mô, chúng ta phải chụp sau 2 phút chứ không phải là giống như là 45 giây như là chụp gan đâu nhé. Đối với não ấy, thì chúng ta có quyền là chụp muộn hơn và rất chậm để lấy thủy nhu mô não. Chúng ta thấy hình ảnh rồi bật lên là một cái gì đó ở xương xương đúng không? Xương chán đó, có thể là một cái mà khuyết xương, có thể bệnh cô này cô mới bị mở cái xương sọ ra để làm một cái việc gì đó đau đầu thôi, về quay lại mình khám thì đau đầu và chúng ta nhìn thấy một cái gì đó trên này đó. Tôi sẽ để dành cho các bạn là 5 phút, các bạn hãy đánh vào cái chat box nhé. Nãy các bạn Vũ Thu Phương là được nhận quà rồi nha, liên hệ với tôi để nhận quà nhé. Ở những người già chúng ta nhìn thấy dãy trung tâm này, dãy trung tâm nó bị kéo lệch ra sau lưng sau này. Đó, dãy trung tâm đấy. Thì phía trước nó vẫn là thủy chán, phía sau là thủy chậm và thủy đỉnh nhá. Ừ. Đấy, đã có ai đánh kết quả rồi đấy. Nhanh nhỉ? Lại là mảnh não giữa này, mảnh não giữa chỗ này hơi tăng tỷ trọng tự nhiên rồi này. Nhưng mà chỗ này thì không có gì. Nó tăng tỷ trọng thì chán phải à không? Là bạn Nguyễn Hùng lần đọc là rộng khe xin Disney phải. Thôi tôi cứ để cái hình, có lẽ là tôi cho cái hình cho nó chạy tự do để cho các bạn xem nhé. Ôi cái hình này thì đâu quá. Chúng ta luôn luôn chỉnh cửa sổ nhé. Và tôi để cái hình này ở đây cho các bạn 5 phút. Trong lúc mà bạn Huynh, Đại Huynh đang xem. Các bạn đánh kết quả vào đi nhé.
Alo, alo, alo. Các bạn nghe rõ không? Rõ thầy ạ. À, 6 người đánh kết quả rồi. Khối ta thì chậm người bên phải, quá giỏi, hay quá. Thì di chuyển thêm được nữa không? Tăng tỷ trọng, nghĩ đến ngoài trục, ok. Di chuyển một lần nữa được không? Ồ, cái này mọi tưởng mọi người nhận được đường link này rồi chứ nhỉ? Khối tăng tỷ trọng. Vùng hố thái dương nghĩ đến phần thương ngoài trục, nghi ngờ có tăng tỷ trọng khoảng xoang ngang phải, rất đẹp, rất là giỏi. Giãn vùng xoang ngang phải, mắt hơi lồi, theo dõi dò được mấy cảnh xoang ngang bên phải, tổn thương khuyên đau cũ, chán và đỉnh phải có thể do chấn thương, cửa sổ khuyết sọ, đã kết hợp xương, chán phải, ok, gần tốt. Lê Tiến, khối tăng tỷ trọng cạnh khối nhân phải, bạn Lê Tiến này giỏi đấy. Trung Đào, phim, trước tiêm thấy vùng giảm tỷ trọng, vùng chán đỉnh phải, kèm kết hợp xương sau tiêm dựng mạch thấy khối phình xoang ngang bên phải. Trung Đào này đã xem phim sau rồi, đoạn xoang ngang bên phải cao khối tăng tỷ trọng tự nhiên, cái lớp này giỏi đấy, tôi thấy lớp này giỏi đấy, tôi đã cố tình dừng cái hình ảnh ảnh chụp ở chỗ này để cho anh em nhìn thấy cái khối này này đó. Thầy có đường link của bệnh nhân gửi đường link này rồi mà à. Gửi đường link này cho cả lớp rồi mà lớp trưởng chưa gửi cho anh em à? Hả? Dạ thầy em có gửi rồi thầy ạ. À. À. Tôi sẽ chia sẻ desktop. Mọi người nhìn thấy cái link này không? Cùng có 8 bệnh nhân này không? Nó nằm hết trong này mà. Đấy. Ông nào mà ông bảo không xem đường link chứ ông này cũng chưa lộ ra là lòi ra là chưa đọc chưa xem trước bài. Chúng ta hãy nhìn thấy có một khối nó thấy nó tỷ trọng nó hơi bất thường nằm ở cạnh cái xoang hang bên phải. Bạn nào thấy rằng là cạnh xoang hang là tuyệt vời. Chúng ta nhắc lại một chút về cái xoang hang. Tôi chia sẻ lại cái Chrome. Đó, thì tôi nhắc lại một chút về cái xoang hang nhé. Xoang hang ấy thì là cái xoang mà nó nằm ở thân của xương bướm. Mà xương bướm là cái xương nào? Xương bướm nằm ở nền sọ với một cái cánh lớn, một cái nhỏ. Chúng ta nhìn thấy cái cánh của con bướm này. Đây là một cái cánh. Đây là một cánh này. Còn đây là cái thân của nó này. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta chạy lên trên thì ngang với cả cái thân xương bướm hai bên lưng này, nó có một cõng hai cái động mạch cảnh. Chúng ta nhìn xoang hang thì chúng ta sẽ đi theo lần theo động mạch cảnh là nhanh nhất. Đó, đây là cái động mạch cảnh này. Đấy, cái con trỏ tôi lúc nào để vào động mạch cảnh. Đấy, khi mà lên đến động mạch cảnh ấy, nó nằm ở ngoài sọ, nó chui vào xương đá qua cái lỗ động mạch cảnh.
khi chu vật xương đá nó đi ngược ngược từ dưới lên trên. Cho nên là khi chúng ta cắt ngang qua, cầm cái dao phản ngang qua thì chúng ta sẽ thấy nó có một hình tròn, tròn xoe đây này. Đó. Khi mà đến đỉnh của xương đá, nó lướt từ trong ra ngoài, từ sau ra trước, nằm ngang. Nằm ngang. Chính vì thế khi mà chúng ta cầm cái dao chúng ta phạt ngang một cái thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ chiều dọc của cái đoạn động mạch cảnh trong xương đá. Động mạch cảnh trong xương đá này, khi mà đến đỉnh của xương đá rồi, nó chui ra ngoài, chui ra khỏi xương đá để nó vào sọ và nó bắt đầu của đoạn xoang hang. Đây là bắt đầu đoạn xoang hang rồi. Và khi mà đi vào xoang hang rồi thì nó lại nằm song song với cả đường chân trời. Tiếp tục, khi mà chúng ta cầm cái dao phạt ngang qua sọ thì chúng ta lại thấy được theo chiều dọc của động mạch cảnh. Chiều dọc động mạch cảnh này nằm song song hang này thì chính là đoạn mà nằm trong xoang hang. Chúng ta nhìn được động mạch cảnh thôi, chúng ta không nhìn được xoang hang nhá. Khi chúng ta nhìn thấy động mạch cảnh đoạn này thì đồng nghĩa với việc là nằm ở xoang hang. Động mạch cảnh đang nằm ngang như này. Đó, thì tiếp tục chuyển cái cửa sổ đi thì đây là động mạch cảnh mà nằm song song xoang hang, thì cạnh đấy có một khối, cạnh đấy có một khối, đúng không? Như vậy cái khối này nó nằm ở sát với cả xoang hang thì chúng ta không mô tả là khối của động mạch cảnh mà chúng ta mô tả là cạnh xoang hang bên phải có một cái khối tăng tỷ trọng tự nhiên đồng nhất, hơi tăng tỷ trọng nhẹ một chút đồng nhất. Đây là lúc mà chúng ta cần phải chỉnh cửa sổ này. Đấy, chúng ta chỉnh cửa sổ thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái tỷ trọng của cái khối này so với cả cái nhu mô não và so với cả bên đối diện, xoang hang bên đối diện. Xoang hang bên đối diện thì không có một cái gì hết ở đây. Đó, trong cái khối này nó gần như hình tròn. Thì với thường thương như này chúng ta phải tiêm thuốc. Tôi đưa lên trên một chút thì để chúng ta thấy rằng là cấu trúc hình ống mà nằm ở cái rãnh xin viêng bên này, bên phải, nó tăng tỷ trọng, nó tăng tỷ trọng tự nhiên, hình ống tăng tỷ trọng tự nhiên giống như một cái mạch máu ấy. Mà cái mạch não giữa thì ở đây nó không hợp lý lắm vì nó quá to so với cả một cái mạch não giữa bình thường. Nếu mà cái hình đấy mà nó nằm ở vùng M1, vùng M1 chỗ này thì chúng ta chẩn đoán nó là cái ổ, nghi ngờ nó là một cái tăng tỷ trọng tự nhiên của động mạch M1. Nhưng mà đây cái tăng tỷ trọng tự nhiên này nó lại nằm ở đoạn xa M2 đây. Đấy, như vậy đây là có một cái tình trạng tắc của cái động mạch M2. Đây. Đó. Tắc của cái này. Đồng thời là lên trên nữa thì có cái mở sọ cũ và cái vùng khuyết não cũ, đây là cái vùng mà người ta đối chiếu sang bên cạnh ấy, thì đây là cái rãnh xin viêng thủy thái dương. Thủy này thì thường nó ít chức năng. Đó. Chỗ này có một cái chấm, chấm này là chấm tăng tỷ trọng tự nhiên của cái xuất huyết não trong cái vùng mà tổn thương cũ đấy. Đó, đây này. Đây là cái vùng mà cái ổ chấm xuất huyết não trong cái vùng này thì nó cũng không có ý nghĩa gì lắm, một cái chấm này thôi thì không có gì. Đấy, tiếp tục lên trên thì là một cái vùng tổn thương mà thủy chán. Đây là cái vùng mà vùng không chức năng, vùng không chức năng. Đấy. Tại sao lại là tổn thương cũ? Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở đây này, chất xám và chất trắng là nó bị mất, nó không phải là một cái vùng, không phải là một cái tổn thương mà là liên quan đến bất thường bẩm sinh hoặc là teo não. Đó. Mà nếu mà là một bất thường bẩm sinh khuyết não thì ở cái chỗ này nó sẽ lót bởi cái chất xám. Lót bởi chất xám. Đấy, còn cái vùng tổn thương sau mổ rồi là chấn thương rồi chảy máu cũ hoặc nhồi máu thì chất xám cũng bay, chất trắng bay hết. Thì không không có một cái quy luật đấy. Ví dụ vùng này là nó teo nhu mô não thì chất xám nó sẽ vẫn còn ở vỏ. Đấy, chất trắng ở bên trong. Nghe đọc phim cái CT sọ chúng ta phải chỉnh cái cửa sổ thấp xuống để tương phản chúng ta nhìn rõ chất xám và chất trắng. Đấy. Đây thì chất xám cũng bay rồi. Nó là tổn thương cũ. Như vậy thì ngoài ra thì thấy là sừng trán nó phồng lên, nó lồi lên trên, thể hiện một cái teo não cũ
não thất bên cũng rộng hơn bên kia, cũng là một cái thể hiện một cái tổn thương cũ. Như vậy thì bệnh nhân này đi tiêm thuốc thôi. Với một phim trước tiêm chúng ta chỉ có thể phân tích được như vậy thôi, chứ cũng không có gì là có thể xa hơn được. Bởi vì với những khối như này chúng ta chịu chả biết được nó là cái gì. Nhưng mà tiêm lên thì nó sẽ ra được cái hình ảnh tổn thương rõ hơn. Nó tăng tỷ trọng tự nhiên liên tục với xoang hang. Lớp này giỏi đấy. Đây. Đó. Đây. Đây. Cái này các bạn thấy gọi là gì? Phim hình não đó. Đó. Thế thì cái đoạn mà tăng tỷ trọng tự nhiên mà chúng ta nhìn thấy được ở cái vùng thái dương, nó là bản chất nó là cái gì, thì chúng ta hãy đưa lên trên để chúng ta xem. Đấy, không những là phình mạch não mà chúng ta còn nhìn thấy cái gì đấy. Đây cái bờ của cái phình đây. Đấy, đây. Cái bờ của cái phình nó to đến mức độ như này cơ mà. Cái 3D mà chúng ta nhìn ấy thì chúng ta chỉ nhìn thấy một phần thôi, còn đây là cái huyết khối trong cái phình. Nó nham nhở đây này. Đó. Các bạn nhìn thấy một phần thuốc cản quang nó đi vào mạch máu, nhưng một phần nó nằm, nó không lấp hết được cái phình bởi vì là nó có cái khối bên trong. Đấy. Như vậy thực tế của cái phình này nó to hơn là cái hình 3D rất là nhiều, đúng không? Và tiếp tục chúng ta đi lên trên. Đấy, cái nhánh mà tăng tỷ trọng tự nhiên chúng ta thấy trên phim chụp trước tiêm nó là cái nhánh này này. Ngoài ra đây là một nhánh nữa, đây là một nhánh M2, đây một nhánh M2. M là middle cerebral artery, là động mạch não giữa, nó ký bằng M thì là M1. M1 tức là từ đoạn tận của động mạch cảnh trong nó sẽ tách ra thành động mạch não trước não giữa, thì bắt đấy bắt đầu có tên là M1. M1 nó đi thẳng từ trong ra ngoài, xuyên trong khoang dưới nhện và đến cái bề mặt của thủy đảo thì nó đổi tên thành M2. Và M2 nó có hai nhánh. M2 có hai nhánh, thì một nhánh đi phía dưới, một nhánh đi phía trên, thì cái nhánh này nó bị tắc. Đó, nhánh ra sau lên trên thì vẫn còn bình thường, đúng không? Nhánh này bị tắc. Đó, thì đây là một cái hình ảnh của một cái bệnh nhân mà phình mạch não, và cũng bắt nguồn từ một cái phim chụp trước tiêm. Chúng ta hãy phân tích để chúng ta thấy được cái bất thường của nó, để chúng ta có thể xem và chỉ định thêm. Ban lớp trưởng còn ở đấy không? Dạ thưa thầy, em ở đây ạ. Em tên là gì nhỉ? Dạ em ban sinh với lớp trưởng, nhưng lớp trường đang có bận đến tuần này nhờ em quản lý ạ. Em tên Trung ạ. Trung. Mọi người trong lớp còn hỏi gì không? Đánh vào cái chat box đi. Chúng ta Dạ. Lớp này đông như là đông người thế à? Dạ, lớp 100 người thầy ạ.
Đúng nhỉ? Học bằng cái hình thức như này thì nói chung không tương tác nhiều lắm, thì mọi người có thấy khó khăn gì không? Không tương tác nhiều nhưng mà đưa cho các bạn đường link ý, thì các bạn xem, các bạn vào để vận hành cái hệ thống patch đấy, thì nó sẽ giúp cho mình là có một cái phản xạ để xem phim chụp, và mỗi một cái có cái mỗi một cái hình đấy thì có kết quả luôn rồi. Như là xem trước tiên có thể chẩn đoán phân biệt với những gì. Với bạn Tuyết, bạn ấy hỏi về cái bệnh nhân này hay là hỏi về bệnh nhân nào? Tuyết à, với cái phim chụp trước tiêm ấy, thì của cái bệnh nhân này thì đầu tiên chúng ta phải phân biệt với một cái u màng não, đấy là cái gần như là chắc chắn. Bất kỳ một cái khối nào mà tổn thương mà chúng ta nhìn thấy được trong não dạng khối như thế này, đấy, dạng khối như thế này mà nằm ở trong não thì phải là u não. Và u não thì chúng ta sẽ phân biệt hai vấn đề, một là nó nằm trong trục hay ngoài trục. Đó, nếu mà trong trục tức là trong trục thần kinh thì là bản chất nó khác, điều trị nó khác. Nếu là ngoài trục tức là ngoài trục thần kinh thì bản chất nó khác và điều trị nó cũng khác. Cho nên là chúng ta phân biệt, thường là trong trục thì nó sẽ phù não rất là nhiều, phù não mạnh vì nó đè được nhiều, mà ngoài trục thì nó phù não ít hơn. Cho nên là đấy là cái hình ảnh trên phim chụp trước tiêm của chúng ta. Còn ở cái vị trí này thì một là u của màng não tuyến yên, màng não xoang hang là số 1. Thứ hai là các cái xoan nôm của dây thần kinh. Chúng ta nhìn thấy cái ống thị giác nó nằm ra đây thì ngay cái chui vào cái ống đấy phải là dây thần kinh số 2. Đó, thì có thể là bị xoan nôm cái đấy, nhưng mà cái đấy không phù hợp vì là nó không làm rộng cái ống thị giác này. Nhưng mà nó cũng có thể là u của các dây thần kinh khác, ví dụ như dây 3, dây 4, dây 5, 1 nằm ở trên đường đi của xoang hang như này, nó có thể gây ra là u của cái u dây thần kinh đấy, thì nó cũng có thể gây ra hình ảnh yên như thế này. Đấy. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta lại phải quan tâm đến triệu chứng lâm sàng, vì nếu nằm ở vùng đấy thì thường là sẽ kèm theo triệu chứng của lâm sàng liên quan đến cái thần kinh. Bản thân bệnh nhân này có một cái khối nằm ở đây, nó chèn vào cái thành của xoang hang, thì bệnh nhân này đã có sụp mi rồi, đã có liệt của cái cơ vận nhãn đấy rồi, cho nên là nó cũng gây ra cái tổn thương y hệt như vậy. Đó, thế thì với u thần kinh, u màng não, còn ở vị trí này thì không nghi ngờ, không nghĩ đến tuyến yên, bởi vì chúng ta hãy nhìn thấy cái hố yên này nó rộng, nó bình thường, hố yên này. Đó, đây là cái hố yên mà tuyến yên nó nhúng ở đây, nhúng ở trong này, thì không có gì bất thường của cái hố yên này. Đó. Cái nhu não ở chỗ thì chán trước đấy nó còn cách xa cái xương, nhưng mà vùng này nó gần sát sàn sàn vào xương, bởi vì là cái khối này nó đè vào. Thì đây là một số các cái chẩn đoán phân biệt có thể đặt ra ở đây thôi, chứ còn ở vị trí này thì hai cái chính, một là phình mạch não, hai là u màng não tuyến yên, u màng não xoang hang. À, chấm hết. À, có bạn nào còn hỏi gì nữa không? Chúng ta còn rất nhiều thời gian từ đến tối cho các bạn hỏi ra hồ. Anh ơi, em hỏi tí là trên CT thì có thể được bằng nhĩ không ạ? CT không thấy bằng nhĩ được. CT mà nói về CT về tai thì chúng ta không thể lấy cái phim chụp sọ này ra được.
bởi vì phim chủ sọ này họ tái tạo, mặc dù là tái tạo với lát cắt mỏng 1 mm nhưng mà chưa thể đủ được. Cho đây là tái tạo 0,625, nhưng mà 0,625 này không dành cho cái tai. Tái tạo này 0,625 mm, rất là mỏng rồi. Cái mỏng nhất là cái tai, là chụp xương đá, là CT xương đá. Đối với cả phim chụp CT nhá, thì tùy vào mục đích của mình là gì thì mình sẽ chụp với cái đấy. Ví dụ chụp CT xoang nhá, kỹ thuật chụp nó khác so với cả kỹ thuật chụp của CT há mặt, so với cả CT xương đá, so với CT xoá não nhá, khác hoàn toàn đấy. Đấy, ví dụ như là một cái bệnh nhân mà chụp của cái CT xương đá, chúng ta nhìn, chúng ta đây là xương đá này đó, thì cái lát cắt nó như thế này, cũng tái tạo 0,625, nhưng mà cái trường FOV nó bo rất là nhỏ, chúng ta nhìn thấy xoang trũng. Cũng có thể nhìn được cái màng nhĩ trên cái phim này, cũng có thể, nhưng mà ấy, nói là lành hay rách thì chịu, không thấy được. Hoặc là gì, nếu chúng ta không nhìn thấy màng nhĩ thì chúng ta cũng không thể khẳng định được là cái màng nhĩ của ca đấy, của bệnh nhân này có vấn đề, đúng không? Tóm lại là cái câu hỏi của bạn là CP có thể nhìn được màng nhĩ không, thì đây, nhìn thấy màng nhĩ đây này, đấy, tôi chỉ cho các bạn màng nhĩ. Thì cái câu hỏi đấy để trả lời là có hay không thì cũng không quan trọng lắm, bởi vì nó giống như là mình chụp CT thì họ để có thể tái tạo được hình ảnh của cái mũi không nhỉ, hình ảnh của cái mắt không nhỉ? Thì ta mình nhìn vén lên cái mình nhìn thấy được ngay thì cũng cái việc nhìn nó không ý nghĩa lắm. Các bạn có nhìn thấy một cái dải rất là mảnh nó nằm ở đây không, hình chữ V này không? Hùng nhìn thấy không? Có. Đấy, cái dải mảnh đấy chính là màng nhĩ. Đây này. Hình, đây này, hình chữ V đây này. Đây là cái cán búa này. Cán búa nó đính vào đây này. Đấy, cán búa nó dính chặt vào màng nhĩ. Thì cái này chính là cái màng nhĩ. Nhưng mà nhá, mình nhìn cái màng nhĩ như này cũng không thể nói được là cái màng nhĩ có thủng hay không. Có thể nó thủng một lỗ như này hay là không. Đấy. Hoặc là chúng ta không nhìn thấy được cái màng nhĩ dài dài đây này. Thì cũng không có nghĩa là bệnh nhân này không có màng nhĩ nhá. Tóm lại là nhìn màng nhĩ phải cố, phải nhìn được trên cái phim chụp xương đá rất mỏng, chứ xương sọ thường ít khi nhìn thấy lắm. Đấy, một câu rất là hay là trên cái phim chụp xương đá nhá, chúng ta nhìn thấy đây là xương đe này, đây là xương búa này, đấy, đây là xương bàn đạp ngành sau này, ngành trước xương bàn đạp này, đấy, xương bàn đạp đây này, đây một cái ngành trước, đây ngành sau, còn đây là cái bàn đạp nó đấu vào cái xương đe đây, còn cái đế của cái bàn đạp nó đặt vào đây là nó có cái cửa sổ bầu dục, cửa sổ bầu dục, đấy, khi mà mỗi lần mà nói vào tai nó rung theo cái xương búa nó chuyển vào xương đe chuyển vào xương bàn đạp nó đế xương bàn đạp nó rung rinh vào cửa sổ bầu dục này, cửa sổ bầu dục này nó sẽ biến cái dao động cơ học từ cái bàn đạp này thành dao động điện bằng các cái tế bào ở xương bàn đạp này ở cái cửa sổ bầu dục này đó, sau đó thì nó dẫn truyền thần kinh đi theo cái nó sẽ rung rinh cái cửa sổ bầu dục này này, rung rinh cửa sổ bầu dục này, và cái cửa sổ bầu dục này nó sẽ có các cái tế bào ở trên cái ốc tai này, nó nhận cảm ra từ cái rung rinh đấy và cơ học thành dao động điện, nó nhận nó truyền theo dây tám, đây là dây thần kinh tám đây này, đấy dây tám này nó đi về thần não để mình nghe được đấy. Thì trên đường đi của cái dây tám này này, nếu mà có một u dây tám chẳng hạn, nó làm rộng cái ống của dây tám này ra, có thể thấy ở đấy ốc tai nó xoắn 2,5 vòng, đây một vòng, hai vòng, đây vòng vòng đỉnh của nó đây đấy, và đây là các ông mắt khuyên. Tất cả các thành phần này nó sẽ thông với nhau bằng một lớp dịch. Đấy. CT nó không phân biệt được dịch nào, nhưng mà nếu chụp cộng hưởng từ người ta phân biệt được là cái dịch dịch của xào bào hay xào nang, cái thứ nói chung là sâu lắm.
Rồi tiếp đi anh em. Đúng rồi, tiếp thì email nhé. Thầy anh em nhận được cái hả? U Tuyến Yên à? Thầy giảng về cái bài U Tuyến Yên cho chúng em vậy ạ. Ai hỏi đấy? À, thưa thầy phù não, ở tổn thương nguyên phát, thứ phát chảy máu thì khác nhau nào ạ? Phù não thì đã là phù não thì trên phim chụp CT là như nhau. Đấy. Bản chất của phù não là dịch, mà dịch thì đều giảm tỉ trọng trên CT. Đấy. Nếu mà tổn thương là u nguyên phát hay là u thứ phát thì chúng ta sẽ không thể phân biệt được trên phim chụp CT dựa vào cái phù não. Đấy. U gì nằm trong não đều phù não hết. Một cái khối máu tụ mà nằm trong não cũng là phù não. Nhưng mà chảy máu thì rất dễ dàng chúng ta phân biệt với cả u não rồi, đúng không? Chảy máu tăng tỉ trọng tự nhiên nằm trong não thì rất đơn giản. Chúng ta biết rằng là cái não nằm trong một cái hộp kín, bất kỳ một cái tổn thương nào đều gây ra phù não hết, và đấy chính là cái nguyên lý của đọc phim cộng hưởng từ sọ não. Chúng ta biết rằng bệnh não nó có gì, một là u thì gây ra một cái khối choán chỗ cả gây ra phù não, hai là viêm gì cũng phù não, ba là chấn thương chảy máu thì cũng gây cho khối choán chỗ phù não. Bệnh lý chuyển hóa thứ thì nó cũng là viêm đấy. Như vậy thì tất tần tật cái bệnh lý gì mà nằm tổn thương não đều phù não, không ít thì nhiều. Và nếu mà có một cái phương pháp gì mà phát hiện ra cái phù não đấy thì cực kỳ là nhạy, bởi vì là nó phát hiện ra ngay là tổn thương đấy là có tổn thương, không biết là gì. Thì đấy là nó nói về cộng hưởng từ. Cộng hưởng từ thì trên cái xung cộng hưởng từ ấy, có cái xung flare nó sẽ phát hiện ra được cái phù não. Và nếu mà CT mà phát hiện ra phù não được thì chắc chắn là có tổn thương. Tổn thương đấy thì không thể dựa vào phù não để phân biệt được là tổn thương đấy do cái gì nhá. Nhưng mà mình sẽ kết hợp là ví dụ nhiều khối, nhiều cái điểm phù não thì phải nghĩ thứ phát, đúng không? Nhiều điểm chấm 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 bán cầu trên dưới lều bán cầu phải bán cầu trái có những chấm phù não thì phải nghĩ đến nguyên nhân là cái tổn thương u thứ phát. Còn có một khối to tướng choán chỗ phù não đầy xung quanh thì đấy là một cái khối u, chúng ta nghĩ đến u nguyên phát. Còn chảy máu thì đương nhiên là không rồi, đương nhiên là một cái khối tăng tỉ trọng tự nhiên và có cái viền giảm tỉ trọng xung quanh, đấy là phù não rồi. Bạn nào mà vừa mới bảo là làm về U Tuyến Yên thì là một cái bài rất là sâu và rộng rồi, thì chắc là nó sẽ nằm ở ngoài cái phạm vi ngày hôm nay, bởi vì U Tuyến Yên nó trước hết là nói về giải phẫu của cái xương bướm, lưng bướm, thứ hai là hố yên, thứ ba là các thành phần mà nằm ở trong đấy là có những cái gì, cuống như làm sao, thân Tuyến Yên ra làm sao, và các cái mạch máu, các cái màng não như làm sao, dây thần kinh ở trong đấy như nào, và ngay cả cái vùng trên yên cũng có những cái khối dạng của liên quan Tuyến Yên nữa. Thì cái này thì mình một là một dạy vào một cái bài khác, hai là một cái buổi khác thì nó sẽ hợp lý hơn các bạn. Lớp này kiến thức tốt đấy, mình có định hướng mà đọc CT Minh Bách. Bây giờ mà mùa dịch như thế này thì chẩn đoán hình ảnh thì có thể về học dễ hơn một chút. Ở lớp này các bạn Phạm Thùy Trang không? Phạm Thùy Trang hỏi gì không? À, bạn đại diện lớp trưởng đâu nhỉ? Có bạn đại diện lớp trưởng đấy không?
Em thầy ạ. Không nghe rõ đâu em. Chắc là chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay ở đây thôi nhỉ. Cảm ơn các bạn đã ngồi với tôi hơn 2 tiếng đồng hồ trong cái buổi chiều gọi là buồn ngủ như này. Hy vọng là giúp ích được gì đấy cho các bạn. Các bạn ở đây có nhận được cái đường link YouTube để chúng tôi dạy về siêu âm không? Bạn lớp trưởng chuyển cho các bạn nhé, bởi vì những cái kiến thức về siêu âm ấy thì đối với cả bác sĩ định hướng thì thực sự là cần thiết, và trong cái kênh của tôi cũng có rất nhiều các bài giảng về siêu âm để các bạn có thể xem và tham khảo nhá. Thì có ai muốn nói gì không nhỉ? Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn thầy ạ. Ừ. Thầy ạ.